Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Đêm Vắng, trích trong tiểu thuyết Dung Nhan Người Góa Phụ của Nguyễn Ngọc Ngạn, qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Trường đến trụ sở ủy ban xã, lúc trời đã về chiều nhưng nắng vẫn còn gay gắt. Nhìn sang phòng họp, thấy số người tham dự chưa đông. Trường đứng núp vào bóng mát dưới gốc cây bàng trước cửa văn phòng hành chánh, mắt nhìn lơ đãng sang phía trường học, đang vang lên những tiếng ê a tập đọc của một lớp phổ thông cấp nhỏ. Đứng một lúc, toan bước lên thềm vào văn phòng tìm chủ tịch Na, thì có người đàn bà trạc tuổi sắp xỉ 50, băng ngang mảnh sân, tiến nhanh lại, gật đầu chào và lên tiếng: "Cậu Trường khỏe à? May quá, phiền cậu một tí ạ." Nhận ra người quen, Trường vui vẻ chào lại: "Bác Ngơ, bác ra trụ sở có việc gì đấy?" Người đàn bà lam lũ vội bỏ nón xuống chân, lôi trong túi áo tờ giấy học trò gấp làm tư, mở ra rồi thở dài bảo Trường: "Dạ, tôi có tí việc cần trình với ủy ban ạ. Nói ra thì xấu hổ cậu ạ. Thật là vạch áo cho người xem lưng, nhưng mà nhịn thì không được. Nhà tôi cứ nhất định là bắt tôi phải đem cái lá đơn này ra xin ủy ban giải quyết. Đơn này là do chính nhà tôi viết đấy. Đây, đây ạ, nhờ cậu đọc lại giúp xem là viết như thế này thì có thuận không ạ?" Trường đỡ lấy tờ giấy và hỏi: "Thế bác trai đâu mà không ra gặp ủy ban? Nhỡ người ta cần hỏi gì thêm chăng?" "Ông nhà tôi thì cậu còn lạ gì. Từ ngày bị cưa một chân, đi lại khó khăn lắm. Cậu làm sao cậu nom hộ tôi tí. Cần sửa chữa chỗ nào thì tôi cầm đơn về. Còn cậu thấy được thì tôi nộp ngay cho ủy ban." Trường cúi xuống nhẩm đọc và nhíu mày theo nội dung của lá đơn. Thịnh An, ngày 29 tháng 8 năm 1969. Kính trình ủy ban hành chính xã Thịnh An. Tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Văn Ngơ, nông dân, hiện cư ngụ tại xã Thịnh An. Làm đơn này kính trình ủy ban cứu xét cho tôi và gia đình tôi một việc như sau. Nguyên cách đây 4 tháng, ủy ban có bố trí ông Lê Đắc Khang, công nhân xí nghiệp Sông Lô Sơ Tán 2, đến ở nhờ nhà tôi. Lê Đắc Khang là đoàn viên thanh niên và là thợ bậc 3 của xí nghiệp. Qua theo dõi nhiều ngày, gia đình tôi đã phát hiện việc ông Khang hủ hóa với con gái tôi là Nguyễn Thị Cúc. Đêm hôm 23 rạng ngày 24 tháng 6 vừa qua, chúng tôi đã bắt được quả tang Lê Đắc Khang nằm với con gái tôi tại kho rơm trong chuồng bò hợp tác xã. Việc này có hai nhân chứng cùng đi với chúng tôi là bà Đặng Thị Ngát và ông Đào Văn Nhân, sẵn sàng ra tố giác với ủy ban. Con gái tôi là Nguyễn Thị Cúc hiện đã có mang và bụng càng ngày càng nhớn. Kính xin ủy ban có biện pháp kỷ luật Lê Đắc Khang và trước mắt bắt Khang phải cưới con gái tôi thì tôi vô vàn đội ơn ủy ban. Trong khi chờ đợi ủy ban minh xét, kính xin ủy ban nhận nơi tôi lòng biết ơn chân thành. Kính đơn Nguyễn Văn Ngơ." Đọc xong tờ đơn, Trường ngẩn người đứng ngẫm nghĩ. Cô Cúc, con gái bà Ngơ, là một thiếu nữ khá đẹp trong làng mà Trường vẫn hay gặp. Việc một thiếu nữ chưa chồng mà chửa hoang chẳng phải là chuyện lạ ở làng này. Nhiều trường hợp còn động trời gấp bội, lâu lâu vẫn xảy ra và người ta cũng chỉ bàn tán một thời gian ngắn rồi để chìm vào quên lãng. Nhưng việc cha mẹ viết đơn tố giác con gái có bầu thì đây là lần đầu tiên, làm Trường rất ngạc nhiên. Trường toan hỏi thêm chi tiết thì bà Ngơ ngước lên hỏi Trường: "Thế nào ạ? Ông nhà tôi viết như thế thì có được không ạ cậu?" Trường nhìn bà tội nghiệp, trao lại lá đơn cho bà và đáp: "Được chứ ạ, rõ ràng lắm rồi, bác mang vào nộp đi. Nhưng mà hôm nay ủy ban bận họp bên trường học, bác cứ để trên bàn của ủy viên thường trực." Trường chưa dứt câu thì bên kia sân trước cửa phòng họp có người réo tên Trường gọi lớn. Gã vội từ giã bà Ngơ: "Thôi thôi, tôi phải đi đây, chả biết có việc gì đột xuất mà họp vào giờ này." Trường quay đầu chạy lao đi. Người đàn bà nói cảm ơn rồi mạnh dạn tiến vào văn phòng. Ngồi trong phòng họp, Trường lan man nghĩ đến hoàn cảnh éo le của cô con gái bà Ngơ, rồi lại liên hệ đến chính bản thân mình với cô hàng xóm,
làm gã hoang mang lo lắng. Nhưng cũng chỉ lo được một lúc rồi Trường quên hết ngay, vì cơn mệt mỏi làm Trường cứ nhíu mắt lại không sao cưỡng lại được. Tiếng nói đều đều trên bàn chủ tọa dường như cố ý du Trường vào giấc ngủ, là bởi vì suốt ngày hôm nay Trường đã lao động cật lực, một mình thiết kế căn hầm trú ẩn ở hông nhà, ăn thông ra mảnh vườn thoai thoải ngó xuống bờ ao, chỗ có cây sung già quanh năm dập mát. Chiến tranh chưa về tới xã Thịnh An, máy bay Mỹ thỉnh thoảng mới dội bom những căn cứ quân sự ở quanh huyện, cách xa đến 10 cây số. Nhưng ủy ban đã chỉ thị hộ nào cũng phải làm sẵn hầm để đề phòng. Trường đốn hơn 10 cây chuối, thêm dăm khúc tre lợp nắp, rồi lôi tấm phản cũ đặt lên trên trước khi lấp đất dày cả một thước. Công việc vừa xong, chưa kịp lao xuống ao tắm thì ủy ban cho người đến gọi Trường ra trụ sở hội ý. Gã hút vội điếu thuốc lào rồi mặc áo đi ngay. Ngồi trong phòng họp, chủ tịch xã nói gì cũng mặc. Mắt Trường cứ nhíu lại, gã chống một bàn tay lên cằm, đầu gật lia lịa, có lúc tưởng chừng như sắp đập mặt xuống bàn. Người ngồi bên cạnh thúc củi trỏ vào sườn. Trường choàng dậy, cố đưa mắt nhìn lên, nhưng chỉ được vài phút rồi đâu lại vào đấy, mê man như người uống thuốc ngủ. Bên tai gã thỉnh thoảng vang lên những lời phát biểu, những câu tranh luận có lúc rất gay gắt. Thế mà gã chỉ thấy lơ mơ như đứa bé nằm bên cạnh mẹ nghe chuyện cổ tích thiêu thiêu giấc ngủ. Lại một bàn tay véo vào đùi gã. Trường ngồi thẳng lên, chớp mắt nhìn quanh. Cô giáo Kim ở dãy ghế trước mặt vừa đứng dậy, lớn tiếng nói: "Xin hỏi ủy ban, vừa mới họp tập chính sách một tấc không đi, một ly không rời, khẩu hiệu còn treo sờ sờ ở cổng trụ sở, thế mà bây giờ bỗng dưng lại chỉ thị là sơ tán là thế nào?" Hai tiếng sơ tán như một nhát búa đập mạnh vào tai Trường, làm hắn tỉnh hẳn, muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Từ vài năm nay, Trường đã nghe lao sao việc di chuyển những sĩ nghiệp quốc phòng từ thành thị về nông thôn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc xã Thịnh An của Trường cũng phải sơ tán. Bởi Thịnh An cũng chính là một vùng nông thôn, một số sĩ nghiệp từ trên tỉnh từng sơ tán về đây và hiện vẫn đang có mặt, chẳng hạn sĩ nghiệp Sông Lô mà lá đơn của bà Ngơ vừa nhắc đến, nhân con gái bà có bầu. Cái viễn ảnh bỏ nhà bỏ cửa kéo nhau lên chui rúc trên rừng phải nói là một nỗi kinh hoàng đối với mọi người. Lời phát biểu của cô giáo Kim được cả hội trường nhao nhao nhất trí. Chủ tịch Nguyễn Thị Na, tuổi ngoài 30, chưa lấy chồng lần nào, giơ tay lớn tiếng giải thích: "Trật tự lại! Đề nghị các đồng chí trật tự lại! Một tấc không đi, một ly không rời là nói thanh niên trai trẻ thôi. Bám đất là đánh giặc, cái là hẳn rồi. Chính sách là như thế, nhưng mà ông già, bà cả và trẻ em thì dứt khoát là phải tạm lánh sang Đông Cạn. Mỹ nhất định sẽ mở rộng chiến tranh phá hoại trên phạm vi cả nước. Cơ bản là chúng tập trung ném bom vào những vùng đông dân cư. Thành ra huyện ủy dự kiến là chỉ nay mai giặc Mỹ sẽ đánh phá xã ta. Giữ người già với trẻ con lại chỉ vướng chân vướng cẳng chứ lợi lộc gì. Cho nên trước mắt ta bố trí người đưa các ông bà và các cháu lên Đồng Cạn. Tôi đã liên hệ với đảng ủy trên đấy rồi. Tất nhiên là bước đầu còn khó khăn, nhưng phải khắc phục. Đồng Cạn là xã nghèo, lại còn nghèo hơn chúng ta nữa. Lương thực thì họ không giúp gì được chúng ta, nhưng mà rừng trên đấy rất nhiều. Phá được bao nhiêu, tha hồ rồng rọt, họ không cấm." Chủ tịch Na dứt lời thì một giọng đàn ông ấm ức cất lên: "Toàn là người già với lại trẻ con mà lại nói chuyện phá rừng. Thế thì thà cho họ ở lại mà đánh giặc có hơn không?" Chủ tịch xã dứt khoát: "Tôi vội lắm, không có thì giờ nói nhiều. Chỉ thị của huyện như thế thì hẳn cứ biết như thế đã mà chấp hành. Nói để các đồng chí biết nhé, đã có rất nhiều huyện phải dỡ hết nhà hất cửa xuống, quyết không để giặc lãi Mỹ có mục tiêu mà đánh phá. Nay mai giả như huyện chỉ thị xuống xã ta là phải dỡ nhà thì cũng phải chấp hành mà thôi. Cụ thể như thế này nhé, tất cả ông già, bà cả trên 55 đều phải sơ tán. Trẻ con thì cả mẫu giáo lẫn phổ thông cấp 1 rời hết lên trên ấy. Các thầy cô tranh thủ dựng trường dựng lớp để cho các em học. 3 tháng đầu lương thực thực phẩm thì dưới này đưa lên, rồi sau đó tự túc. Bây giờ giải tán, ban thông tin cho người đi phổ biến ngay để các hộ thu xếp. Chiều mai có xe tải của huyện, ta cho đi chuyến đầu, báo cáo hết." Có tiếng vỗ tay lẹt đẹt theo thói quen, rồi mọi người uể oải đứng dậy, ngơ ngác nhìn nhau chia sẻ nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Chủ tịch Na lẩn nhanh ra cửa hậu,
tránh những câu hỏi lôi thôi của nhân viên. Cuộc sống càng ngày càng cam go, cả nhà quây quần bên nhau chia từng miếng khoai củ sắn mà còn chưa đủ ăn, huống chi bây giờ lại xé làm đôi. Những khuôn mặt giàu dĩ chia tay nhau ở sân trụ sở, chẳng ai muốn nói gì nữa. Nhưng khác hẳn với mọi người, Trường tiếp nhận bản tin sơ tán một cách hết sức phấn khởi. Thay vì trở lại trụ sở ban thông tin, Trường vội vã rách đám đông ba chân bốn cẳng chạy về tìm Lam. Gã hình dung ra đôi mắt của Lam lát nữa đây chắc hẳn sẽ thoáng hiện niềm vui đột xuất khi được gã cho biết chỉ thị sơ tán của huyện. Lam là hàng xóm của Trường. Hai nhà cách nhau chỉ có cái ao bề ngang độ 10 thước. Cái ao đó là tài sản chung của hai gia đình, hàng năm tát cá chia nhau thu hoạch. Ngồi bên này, dưới gốc cây sung già giả vờ câu cá hay vót đan tre đan rổ, Trường thường trông sang, theo dõi từng động tác của Lam. Nàng hay xuống ao, ngồi trên chiếc cầu hẹp ghép bằng hai khúc cây xoan, giặt quần áo hoặc vo gạo, rửa bát. Lâu lâu, những trưa hè nóng nực, Trường thấy Lam ngồi khom lưng, lấy gáo múc nước gội đầu. Mái tóc dài xõa hẳn xuống trên mặt nước trong xanh. Rồi có đêm trăng mờ, Lam nhìn trước trông sau không thấy ai, lội hẳn xuống ao tắm. Ở đôi mắt Lam, ở thân hình cao rong ròng với mái tóc dài, thường được cột hững hờ bằng chiếc khăn tay màu nước biển. Nói chung, toàn thể dung nhan mặn mà của Lam có cái gì lôi cuốn lạ lùng, bắt Trường lúc nào cũng phải nghĩ đến. Chiến tranh chưa bao giờ ngừng trên đất Bắc. Con trai lớn lên là biến mất khỏi xóm làng. Những đứa may mắn hiếm hoi như Trường chưa vào bộ đội, muốn yêu ai cũng dễ dàng, ngỏ lời với ai cũng có thể được chấp nhận. Tỷ lệ nam thiếu nữ thừa càng ngày càng trầm trọng. Chỗ nào cũng chỉ thấy toàn đàn bà con gái. Trên nông trường, ngoài bến sông, ở cánh đồng, trong phòng họp, nhìn quanh, rất ít khi còn bắt gặp một chàng thanh niên coi được. Toàn những thứ sứt càng gãy gọng, không đủ điều kiện gia nhập bộ đội mới ở lại với xóm làng. Hoàn cảnh sống đẩy các cô ra vật lộn với đời, làm những công việc của đàn ông, cho nên hầu hết đều bạo dạn, xông xáo, mất dần hết nữ tính. Trong quan hệ nam nữ, nhiều cô nắm phần chủ động, vì nhút nhát quá thì rất khó có chồng. Bạn bè của Trường, thằng Hợi Thọt, thằng Quán Trột đều mới cưới vợ cả, và cả hai cô vợ đều thuộc loại xinh xắn trong làng. Trường công tác trong ban thông tin nhờ có hoa tay vẽ khẩu hiệu, và từ khả năng đó, trưởng ban cho Trường kiêm nhiệm luôn nhiều công việc vặt vãnh khác. Trường thuộc loại đẹp trai trắng trẻo, các cô nhân viên văn phòng xã, nhiều người sẵn sàng lăn xả vào cánh tay khẳng khiu của Trường nếu gã ngỏ ý. Thậm chí hôm chủ tịch xã huy động toàn thể các ban thực hiện hệ thống giao thông hào và làm hầm có mái lợp bên cạnh trụ sở, Cái Hòa trong ban thông tin thấy Trường hôm ấy có vẻ mệt, đã tự nguyện lãnh thêm phần chỉ tiêu của Trường, đào đến mấy thước khối đất, rồi đòi Trường trả công bằng cách dẫn lên chợ huyện ăn bún ốc. Con bé lẳng lắm, lúc nào cũng kè kè sát vai Trường, gạ gẫm rất lộ liễu. Nhưng Trường không thể siêu lòng được, vì Hòa vốn không đẹp, lại thuộc loại vai u thịt bắp. Lấy về nằm bên nhau, có ngày Trường chết bẹp. Những cô gái khác phần nhiều cũng đều có cảm tình với Trường, nhưng Trường chỉ yêu Lam, mặc dù Lam đã có chồng. Lam lập gia đình mới được 2 năm thì tước, chồng nàng lên đường đi bê. Nhà rất vắng vẻ, chỉ có bà mẹ chồng gần 60 tuổi và thằng em chồng đi bộ đội đơn vị phòng không, năm thì 10 họa mới ghé về thăm. Không hiểu hôm tiễn chân tước ở cuối làng, Lam có buồn hay không. Chỉ biết chắc một điều là từ ngày ấy, Trường bắt đầu nhen nhúm niềm hy vọng sẽ bắt được nhịp cầu sang bên kia bờ ao. Bữa tiệc tiễn chân gồm khá đông hàng xóm. Trường hân hoan mang sang con gà và quả mít vừa chín tới, gọi là góp chút quả phúng điếu tiễn đưa thằng bạn láng giềng thân yêu về bên kia thế giới, để lại cô vợ trẻ cho Trường chiêm ngưỡng. Từ đó thỉnh thoảng Trường vẫn sang thăm, dĩ nhiên không phải là thăm Lam, mà vờ vịt thăm hỏi bà cụ Vĩ xem có tin tức gì của tước hay không, bởi vì Trường và tước vốn là bạn đánh bi đánh đáo từ hồi còn nhỏ. Bà Vĩ xem Trường cảm động lắm, cứ khen mãi Trường là người chu đáo, chí tình. Tất nhiên bà chẳng bao giờ nghi Trường để tâm đến Lam, bởi gái làng không thiếu gì, trai tư gái quá là chuyện hiếm hoi trong thời buổi chiến tranh này. Hơn nữa,
Lam có dáng dấp hiền thục, có thể là nàng đóng kịch giỏi, cả ngày chỉ quanh quẩn bên mẹ chồng, kể như đã tắt lửa lòng từ lúc xa tước. Nhà có nồi khoai bát chè, bà Vĩ cũng giục Lam ra bờ ao gọi một tiếng, bảo Trường sang ăn cho vui. Bà cứ luôn mồm tội nghiệp cho Trường. Đến khổ, nó chỉ có một thân một mình, chả ai nấu nướng. Cây khế ở đầu nhà gặp mùa sai quả, ăn không hết, mà bán thì chả ai mua. Bà bắt Lam vặt một rổ, bảo đem sang cho Trường kho cá. Chính cái hôm ấy là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau khá lâu. Trường đỡ rổ khế, mời Lam ngồi chơi rồi cười bảo: Cá ở đâu ra mà kho? Hay là tôi bàn thế này, chị xem có được không nhé? Cái ao của mình lâu lắm không tát, từ dạo anh Tước đi bộ đội. Mấy hôm nay tôi để ý thì thấy cá quẫy nhiều lắm. Mình tát thử một chuyến, bắt mớ cá kho ăn dần. Cái ấy thì anh phải bàn với mẹ tôi đã. Trường nhanh miệng nói: Vâng, phải xin phép bác bên ấy chứ. Nhưng mà tôi hỏi chị trước, bác nhất trí thì chị với tôi cùng làm. Lam gật đầu rồi vội vã đứng dậy. Vâng vâng, thôi tôi về đây. Lam dậm bước chân ra cửa thì Trường níu kéo: Ơ hay, vội thế cơ à? Chả mấy khi chị sang chơi, để tôi đun ấm nước pha chè đã. Ấy chết, ngồi lâu không có tiện đâu anh ạ. Câu nói ngắn ngủi ấy làm Trường xốn sang cảm động. Nếu Lam không có tình ý gì với gã thì tại sao lại ngại không dám ngồi lâu? Gã thấy tim mình đột nhiên đập mạnh, hồ hởi tiễn Lam ra sân và hỏi thêm một câu thừa thãi, vì mới hôm qua gã đã hỏi bà Vĩ: Thế lâu nay chị có thư từ gì của Tước không? Không anh ạ. Rồi Lam đội nón bước nhanh ra đường. Từ lâu nàng vẫn biết Trường để ý đến mình, và nàng cũng có cảm tình với gã, cho nên gặp Trường một mình nàng thấy mặc cảm tội lỗi phải đi ngay. Trường ngồi xuống bậc cửa thẫn thờ trông theo, làm bước chân Lam mất hết cả tự nhiên. Trường quay vào nhìn rổ khế, những quả chín mọc vàng óng như mật ong, chưa ăn đã chảy nước miếng. Gã cầm một quả đi lại phía đầu nhà, hướng mắt nhìn qua nhà Lam. Mặt ao phẳng lặng dưới ánh nắng trưa, một cụm lá tre khô trôi thật chậm, con chuồn chuồn chập chờn đậu xuống bay lên như đùa giỡn với làn nước trong xanh. Qua mấy khóm chuối xác xơ trồng bên hông nhà bếp, Trường thấy thấp thoáng bóng Lam vừa bưng vại đậu nành đổ ra nong phơi. Trường đứng nhìn một lúc rồi khép cửa đi sang nhà Lam. Gã cất tiếng chào thật lớn từ ngoài cửa: Thưa bác ạ. Bà Vĩ đang ngồi bổ cau trên chiếc chõng tre, ngẩng lên đon đả: Cậu sang chơi. Bà bỏ dao vói tay lật cái chiếu bình thường vẫn cuộn tròn ở đuôi giường, trải ra một khoảng và mời: Cậu ngồi tạm đây. Trường đáp theo thói quen: Không dám ạ, con xin phép bác. Bà Vĩ quay ra sau nhà gọi lớn: Vợ Tước đang làm gì đây? Cho mẹ xin cốc nước nha, nhà có khách. Lam biết Trường sang vì mình nên ngại vào, nàng đáp vọng lên: Thưa mẹ, con lên ngay ạ. Trường vội gạt đi: Con chứ ai mà bác bảo khách với khứa, bác cứ để chị Tước làm việc, chị ấy đang dở tay. Rồi Trường nhập đề: Con sang để cảm ơn bác cho con nhiều khế quá, với lại nhân tiện cũng để thưa với bác là dễ đã hơn cả năm nay đã mình chưa có tát ao, bác cho phép con bắt ít cá biếu bác với lại chị Tước. Bà Vĩ buột miệng nói như reo: Ừ phải đấy nhỉ. Rồi ngay sau đó bà chép miệng thở dài: Ôi dào, ao là ao chung của hai nhà, mà bên bác thì cháu biết rồi đấy, neo người quá. Giá như thằng Tước nó còn ở nhà thì anh em cứ việc bảo nhau mà làm. Bây giờ thì chỉ trông vào mình cháu thôi, cháu muốn làm gì cháu làm. Vợ Tước thì nó chân yếu tay mềm, chả biết có đỡ đần gì cho cháu được không. Không chờ Trường lên tiếng, bà gọi Lam: Tước à, và mẹ bảo cái này. Lam bưng khay nước chè tươi lên, khẽ gật đầu chào Trường rồi quay mặt đi ngay. Bà Vĩ nhả miếng bã trầu trong miệng ra, đặt lên cái quạt nan bên cạnh và bảo Lam: Này, cậu Trường định tát cá đấy con ạ. Mày ra mày phụ xem có được cái gì không, xem là anh ấy có cần sai gì mà làm. Thấy khế chín thì tao cũng thèm nổi cá kho. Trường vui vẻ nói: Vâng, thì chính vì bác cho con rổ khế, con mới nghĩ đến cái việc tát ao. Thế cậu xem có cần gọi thêm người không, một mình cậu mà đắp bờ với tát nước thì vất vả chết.
Thưa thưa cháu làm được ạ. Gọi người nhỡ trả được bao nhiêu cá lại phải chia cho người ta thì chả bỏ. Vâng, thế tùy cậu vậy. Gã đứng dậy xoa tay từ giã. Thôi thế thì con xin kiếu bác ạ. Và gã quay sang phía Lam. Chị làm gì thì chị cứ làm đi, chưa cần chị ngay đâu. Để tôi đắp bờ đã. Đắp xong tôi tát nước. Nhanh lắm thì cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Khi nào nước chỉ còn xâm xấp, bấy giờ tôi mời chị xuống bắt cá với tôi. Hai nhà chia nhau. Bà Vĩ chen vào. Ơ hay, chia như thế thì chả công bằng tí nào. Cháu vất vả hơn thì chia ba, cháu hai phần, bác một phần mới phải. Bên bác hai người, cháu chỉ có một người mà. Thôi cứ chia ba, bác hai cháu một. Vừa nói gã vừa bước nhanh ra cổng, hớn hở chạy thẳng về nhà, ra sau bếp vác cái chõng cũ xuống bờ ao. Gã lựa chỗ bể ngang hẹp nhất dựng ngang chiếc chõng, rồi vực đất bùn chèn hai bên dựng thành một bức tường, cắt đôi cái ao để lát nữa sẽ tát nước sang một bên. Cứ bình thường ra một công việc nặng nhọc như thế, ít lắm cũng phải hai người hiệp sức mới đủ nghị lực mà tiến hành. Nhưng Trường đang mang trong lòng hình ảnh nồng nàn của Lam. Có phải đơn thân lao động cả đêm, gã cũng không bỏ cuộc. Trên bờ, bà Vĩ ra thăm hai lần, đứng chống nạnh nhìn xuống, nói vài lời động viên Trường rồi rút lui. Dù chẳng có nghề gì chính thức, nhưng dường như bà lúc nào cũng bận. Hàng cao sáu gốc ở hiên trước, cây nào cũng cho bà những buồng nặng trĩu, ăn không hết phải bổ phơi khô cất vào vải. Ngừng tay dao, bà lại ngó đến mấy thúng đậu nành xay tương để hai mẹ con dùng quanh năm. Khu vườn sau khá rộng, sắn, khoai, bầu bí, mùa nào thức nấy, dứt khoát không bao giờ để trống. Bởi vậy tuổi chưa đầy 60 mà lưng bà đã hơi còng xuống. Lam thì xuất hiện thường xuyên hơn, bưng hẳn ấm nước và cái cốc thủy tinh đặt trên cầu ao để Trường lâu lâu ghé lại giải lao. Lần nào Lam cũng hỏi: Anh có cần tôi tát thay một chút không? Anh nghỉ tay một tí đi nhé. Và bao giờ Trường cũng vừa thở vừa đáp: Chị làm thế nào được, chị cứ để mặc tôi. Ngồi lại trên bờ một chút, Lam để ý những động tác của Trường và toan phì cười. Từng mảng bùn dính bết trên tóc, trên mặt và tấm lưng trần của gã. Nhiều chỗ đã khô hẳn lại vì ánh nắng. Chiếc quần đùi nặng trĩu nước bùn kéo gỉ cạp quần xuống quá rốn, như sắp tuột hẳn ra. Gã đứng thẳng người, ưỡn cái ngực lép và dang rộng cánh tay cho đỡ mỏi, rồi quay lên bảo Lam: Chị lấy sẵn cái thúng ra đi, nhiều cá lắm chứ không có ít đâu, không khéo ăn không hết phải đem phơi đấy. Lam cho rằng Trường nói đùa nên cứ ngồi tại chỗ, dựa lưng vào cốc chuối nhìn xuống. Đủ kho một nồi cho mẹ tôi là được rồi, bỏ công anh lao động cả nửa ngày. Tôi nói thật mà, nhiều lắm. Sao anh biết? Biết chứ chị, nó đâm cả vào chân tôi cơ mà. Chốc nữa rồi chị xem, chị sửa soạn xuống bắt với tôi là vừa. Lam tước hai sợi bẹ chuối khô, xoắn lại làm dây, cột chặt hai ống quần vào bắp chân. Trường trấn an: Ao này làm gì có đỉa mà chị sợ. Tôi sợ lắm. Tôi nói thật mà, không có đâu. Có thì từ nãy đến giờ nó đã hút hết máu của tôi rồi. Lam đứng dậy, lội xuống nước. Thôi, cứ buộc cho nó chắc ăn. Tôi đem sẵn cả bình vôi ra kia kìa. Hai người bắt đầu vùng vẫy trong vũng nước cạn, ngập quá đầu gối, lom khom rượt đuổi những con cá rô, cá giếc lách mình chạy trốn, làm bùn đất văng bắn tung tóe. Có lúc hai người cùng chúi đầu vào nhau, bắt cùng hụt một con cá lớn, để rồi chỉ cố tình chụp lấy bàn tay nhau, ngây ngất truyền cho nhau cái cảm giác lâng lâng giữa những vũng lầy nhảy nhụa. Trường không bỏ lỡ những dịp may len lén nhìn sâu vào ngực Lam. Mỗi khi Lam cúi xuống, Lam hình như cũng biết nhưng không bận tâm tránh né. Từ buổi tước lên đường, chưa bao giờ Lam sống lại cái không khí nao nao trung động như hôm nay. Những công tác tập thể trong xã, trong thôn mà nàng bất đắc dĩ phải tham gia, bao giờ nàng cũng chỉ góp mặt một cách thầm lặng, xong chỉ tiêu là về ngay. Giữa đám đông nàng không đùa giỡn, ai hỏi chỉ trả lời miễn cưỡng cho qua. Thành ra thiên hạ lắm người khen mà cũng nhiều người ghét. Hôm nay một mình bên Trường, nàng chợt thấy có cái gì khác lạ vừa nảy sinh trong tâm hồn. Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thở. Chỉ có một điều là Lam luôn luôn chủ trương, dù trong lòng có yêu ai,
có thực sự vụng trộm đi chăng nữa thì vẫn phải giữ cái bề ngoài kín đáo che đậy để đánh lừa dư luận. Nàng ghét những đứa con gái buông thả trước đám đông, lăn xả vào giữa lũ con trai mà chọc ghẹo. Hai người bắt được nửa thúng cá thì bà Vĩ mò ra xem. Bà đứng nép sau bụi chuối, chớp mắt nhìn Trường và Lam, chạnh nhớ đến Tước, não lòng vừa thương con vừa tội nghiệp Lam. Nó còn trẻ quá, mà thằng Tước thì chả biết bao giờ mới về. Bà nén tiếc thở dài quay vào nhà nấu cơm để lát nữa mời Trường cùng ăn. Mẹt khế mỏng phơi khô đã mấy hôm, bà bưng lên gác bếp rửa sơ một nước để chuẩn bị kho cá. Vừa làm việc vừa ngẫm nghĩ và thấy mình chẳng nên tạo thêm cơ hội cho hai đứa gần nhau cả về sau lại hối. Quyết định ấy làm bà đổi ý, chút bớt gạo vào chum, không thổi phần cơm cho Trường nữa. Trời tối dần, Trường đã mỏi lưng lắm nhưng chưa muốn ngừng tay. Chẳng mấy khi được tự do bên Lam, khoảng thời gian hiếm hoi này sẽ mãi mãi là những giây phút lịch sử của cuộc đời tình ái mà Trường ngàn năm ôm ấp. Lam nóng ruột vì sợ mẹ chồng nghi, nhưng cũng chẳng dám bỏ lên vì ngại rằng Trường sẽ cho là mình lười. Hai người đảo thêm một vòng rồi Lam mới nói: chắc hết sạch rồi, chả còn con nào nữa đâu. Trường vẫn tiếc rẻ: vâng, chắc hết rồi, nhưng mà kể cũng nhiều đấy chứ chị nhỉ. Trường vẫy hai bàn tay cho sạch bớt đất rồi leo lên bờ. Lam bước theo, lớp bùn nặng trĩu bám chặt hai ống quần như có người kéo chân nàng lại. Trường đứng bên trên muốn đưa tay kéo Lam lên nhưng không dám. Thúng cá đặt bên cạnh, cái mẹt úp lên trên, thỉnh thoảng còn nghe những tiếng động vùng vẫy bên trong. Lên khỏi vũng bùn, Lam ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào gốc sung. Trường mở cái mẹt đậy miệng thúng, nhìn vào và hãnh diện bảo: tôi nói có sai đâu, ăn cả tháng chưa chắc hết. Gã bưng thúng cá, leo con dốc lên sân nhà, đặt trên thềm. Lam lững thững theo sau, đưa mắt nhìn sang phía nhà mình, vì có cảm tưởng mẹ chồng đang ngó qua bằng cặp mắt ngờ vực. Nàng nói lớn, cốt ý để bà Vĩ có thể nghe thấy: mẹ tôi dặn là chỉ xin anh 1/3 thôi. Trường cũng lớn giọng đáp lại: để tôi lấy cho chị mượn cái chậu, tôi chọn những cái con ngon nhất tôi biếu bác. Và gã hạ giọng nói nhỏ với Lam: chị lại rửa mặt rửa tay qua loa cho bớt bùn đi đã, bể còn nhiều nước mưa đấy, ao thì đục lắm, giờ này chưa rửa ráy gì được đâu, ít lắm cũng phải tối mai mới trong lại. Lam đứng dậy theo Trường ra phía bể nước. Tuy thỉnh thoảng vẫn sang chơi khi có việc, nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu tiên nàng chúi đến căn nhà của Trường. Nó bé còn con, chỉ bằng cái bếp của nhà những hộ khác. Bố mẹ Trường rất nghèo, cùng chết vì bệnh ho lao, để lại cơ ngơi này cho hai chị em. Bà chị lấy chồng ở riêng, còn lại mình Trường quản lý, ăn ngủ tiếp khách, thậm chí nấu cơm, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong đó. Nhưng Trường chưa bao giờ cảm thấy chật chội. Mới đây nhờ bà chị trên huyện xoay sở, Trường mua rẻ được một mớ gạch, xây cái bể nước hứng nước mưa ở đầu nhà, coi như một niềm hãnh diện hiếm có trong xã. Trong lúc Lam múc nước rửa mặt rửa tay thì Trường vào nhà thắp đèn và bưng ra.
Gã vừa đặt chiếc đèn dầu trên nắp bể nước thì Lam hốt hoảng la lên: "Ôi trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi!" Trường ngơ ngác nhìn Lam oằn người, ngoái đầu lại, một tay nắm vạt áo phía sau như muốn giật mạnh xuống. Trường ngạc nhiên hỏi: "Chị làm sao thế?" Hình như đĩa nó chui vào lưng tôi. Trường lúng túng đưa hai tay ra nhưng không biết phải làm gì, muốn vạch lưng áo của Lam để xem có con đĩa thật hay không mà là không dám. Lam vẫn dậm chân bành bạch, choáng váng muốn ngã. Sự kinh hãi làm Lam mất hết cả ngượng ngùng. Nàng xoay lưng về phía Trường, luống cuống nói: "Anh ơi, anh xem hộ tôi đi, mau lên, trời ghê quá, mau lên anh." Trường đưa tay vén hẳn lớp áo nâu của Lam lên tới gáy để lộ ra nguyên vẹn tấm lưng thon dài của Lam. Gã cẩn thận giơ đèn lên soi rồi thản nhiên nói: "Không, có gì đâu, thật mà, chả có gì cả." Lam vòng cánh tay ra phía sau, sờ nắn từ cặp quần trở lên, rồi thở phào mừng rỡ: "Ôi giời, vậy mà tôi cứ tưởng, sợ quá." Trường đứng ngây người, giữ nguyên vạt áo không buông xuống. Lam phải bước lên một bước, kéo áo xuống và bẽn lẽn nói: "Chắc tại là cái áo nó ướt, nó dính vào lưng, thành ra tôi cứ tưởng là đỉa cắn." Và nàng lảng ngay sang chuyện khác: Anh lấy cho mượn cái chậu hay là cái rổ cũng được, tôi đem cá về cho mẹ tôi." Trường vẫn chưa hoàn hồn, gã bâng khuâng tự hỏi, phải chăng Lam giả vờ bịa ra câu chuyện vừa rồi để quyến rũ gã? Bị đỉa bám hay không, tất nhiên phải biết chứ, làm sao tưởng tượng nổi cái cảm giác kinh sợ ấy được, vô lý quá. Hơn thế nữa, Trường không tin là Lam sợ đỉa đến mức đó. Người nhà quê quanh năm chân lấm tay bùn, nghề nông là sinh tử, chưa đầy 10 tuổi đã dẫm chân xuống nước làm cỏ, cấy lúa, bón phân. Có lẽ nào nhìn thấy đỉa lại cuống quýt lên như thế, chắc chỉ giả vờ để tạo cơ hội cho Trường mà thôi. Trường tin chắc như vậy, cho nên gã thấy không thể bỏ lỡ cơ hội thuận lợi. Gã hồi hộp, ngỏ ý, giọng lạc hẳn đi: Tôi có điều này muốn nói với Lam. Tôi yêu Lam lâu lắm rồi đấy." Lam không giật mình, không xúc động. Nàng cũng biết thế, Trường chẳng cần phải nói ra. Mà giả như Trường phun ra vào một dịp khác thì có lẽ nàng vui hơn. Giờ này Trường thú thật, chứng tỏ Trường đã ngờ vực nàng cố tình tạo ra màn kịch vạch áo cho người xem lưng để dụ dỗ Trường, trong khi thật tâm nàng không phải thế. Nàng đưa mắt nhìn về phía nhà mình và điềm tĩnh bảo Trường: Anh lấy cá cho tôi đi, sợ mẹ tôi sốt ruột." Hai người trở lại thềm nhà, ngồi xuống bên thúng cá. Lam thì thầm: Tôi có chồng rồi, sao anh lại yêu tôi? Con gái làng này thiếu gì?" Trường đực mặt ra không biết trả lời cách nào. Thì dĩ nhiên là Trường đã biết Lam có chồng. Chẳng những thế, thằng chồng bạc phúc kia còn là bạn thân, là hàng xóm của Trường nữa. Gã u ớ nói: "Tước nó đi bê, biết bao giờ Lam mới gặp lại." Câu nói của Trường lại càng ngớ ngẩn hơn. Nói thế có nghĩa là mong cho thằng bạn mình đừng về nữa hay sao? Lam cúi đầu chậm rãi lựa những con cá rô bỏ sang thau của mình, lâu lắm mới lên tiếng: "Mẹ chồng tôi biết thì chết, mình giữ gìn một tí thì bà cụ làm thế nào mà biết được." Vừa nói, gã vừa nắm lấy hai cổ tay Lam. Nàng giằng mạnh ra: "Ấy chết, nhỡ ai nom thấy thì sao?" "Trời tối như mực thế này thì ai thấy. Hay là vào trong nhà với anh một tí đi." "Vào làm gì?" "Thì cứ vào đây, vào anh bảo cái này." Gã đứng dậy đi vào trước. Lam lấm lét ngó quanh dù chẳng thấy gì, rồi cũng đứng lên đi theo. Nàng vừa bước qua bậc cửa, Trường đã ôm chầm lấy, bốn cánh tay siết chặt. Mùi chua của bùn, mùi tanh của cá, tất cả quyện lấy nhau tỏa bốc từ hai tấm thân rực lửa, khởi đầu cho một chuyện tình mà cả hai cùng chờ đợi đã quá lâu. Từ hôm ấy, hai người cùng thao thức nhớ thương. Cái ao nhỏ chiều ngang chưa đến 10 thước, sao thấy diệu vời như dải ngân hà, cách biệt không cho Trường và Lam gặp nhau. Họ kín đáo lắm, thề ước với nhau cùng giữ bí mật, không để bất cứ ai trong làng phát hiện. Mỗi lần bà Vĩ có việc lên chợ huyện hoặc đi đâu xa, Lam chỉ việc chạy ra bờ ao, gõ một tiếng vào cái nồi đồng vỡ theo ám hiệu quy định. Lập tức Trường chạy sang ngay, ngồi bên nhau tâm sự, hoặc thậm chí nằm kề nhau trên giường,
Lam dứt khoát không cho Trường cởi quần áo. Cái biên giới cuối cùng chỉ là quàng tay qua lưng hoặc gác chân lên đùi nhau là tột đỉnh rồi. Trong xã, thiếu gì những người vợ bộ đội xa chồng cuống cuồng chạy lên huyện xin nhập viện để nạo thai, đã là bài học kinh sợ cho Lam. Rồi lại thêm những bà khác yếu lòng để mang bầu nhưng không dám phá, cứ đẻ ra nuôi, lún sâu mãi vào cuộc sống giang dở. Lấy chồng khác thì không được vì chồng mình chưa có giấy báo tử, mà ở vậy thì tuổi đời còn quá dài, nằm mốc lên hay sao. Những đêm trằn trọc trong căn buồng vắng, Lam suy nghĩ đến nát óc về nỗi bế tắc của tương lai. Bỏ Trường thì không bỏ nổi, mà yêu thương thì dứt khoát chả đi đến đâu. Nếu chẳng may mà mẹ chồng khám phá ra thì chắc là Lam sẽ đau khổ lắm, bởi bà đối với Lam ân tình sâu đậm còn hơn mẹ ruột. Ngày ủy ban chỉ thị mỗi hộ đều phải đào hầm trú ẩn để đề phòng máy bay Mỹ, bà Vĩ đã toan bỏ tiền ra bảo Lam đi gọi người đến đào thuê. Nhưng Trường nhanh nhảu chạy sang tự nguyện đào giúp, mặc dầu hầm của chính gã, gã chưa bắt đầu. Bà Vĩ ái ngại bảo Trường: Cứ phiền cháu mãi thế này thì biết lấy gì mà giả ơn. Trường thành thật nói: Bác ạ, cháu cũng như là tước con của bác, ơn nghĩa gì mà bác kể. Nói dứt câu, Trường ngượng ngùng đưa mắt nhìn Lam. Quả thực đúng như gã nói, gã cũng như tước, đang thay tước làm chồng Lam. Gã vội nói lảng: Cháu bàn thế này ạ, bác xem có được thì cháu làm ngay. Hầm nên đào ở đầu nhà quay ra mặt bờ ao, càng ở vào cái chỗ trũng thì càng tốt, dễ tránh mảnh bom. Ấy thì bác cũng tính thế đấy. Thôi thì mọi sự nhờ cháu, cần gì thì cứ bảo vợ tước nó phụ cho một tay nhá. Trường hân hoan vác dao ra sau nhà, đốn những thân cây chuối già, những gốc tre còi và lấy ba cánh rơm làm vật liệu. Rồi gã cầm xẻng bắt đầu sắn đất. Cái hầm chênh chếch ngó qua cây sung nhà Trường để khi hữu sự hai bên có thể nom thấy nhau. Công việc ở ban thông tin văn hóa lúc này khá bận vì công tác động viên quần chúng và hô hào phụ nữ ba đảm đang. Trường chỉ tranh thủ giúp mẹ con Lam những giờ nghỉ trưa hay sau giờ hành chánh, thành ra cái hầm mất đến 3-4 ngày mới hoàn tất. Mà thực tâm gã cũng chẳng mong sớm chấm dứt, câu giờ được ngày nào gần gũi Lam thêm ngày đó. Cơm nước hai mẹ con thổi sẵn, Trường chỉ việc về ăn rồi cởi trần ra xúc đất. Lam loay hoay bên cạnh, thỉnh thoảng phụ gã một chuyến, khuân thúng đất đổ ra ngoài. Có lúc cả hai cùng nghỉ mệt, ngồi duỗi chân bên nhau, tựa lưng vào vách, hơi lạnh thấm nhanh vào cơ thể mát rượi. Trường ngây ngất men tỉnh, đôi tay tái máy đưa lên đưa xuống, nhưng Lam thì buồn ra mặt. Hễ cứ gần Trường, nàng lại tự hỏi: Chả lẽ cứ mãi như thế này hay sao? Chồng nàng thì cầm bằng như đã chết, chỉ thiếu mảnh giấy báo tử của đơn vị. Hoàn cảnh của nàng có khác gì người cung phi thuở trước bị ném vào cô phòng. Con gái không ra con gái, mà góa phụ cũng chẳng ra góa phụ. Thành ra muốn lấy chồng không lấy được, bởi trên nguyên tắc nàng đã có chồng rồi. Nàng nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ phải giải quyết tình trạng mập mờ này, bởi chiến tranh không hy vọng gì sẽ kết thúc trong vài chục năm nữa. Chỉ có điều là lúc đó không biết nàng có đủ can đảm thú nhận, nói thẳng lời tạ tội với mẹ chồng để xin phép đi lấy người khác, hay cứ lặng lẽ gian díu với Trường, mặc cho bà Vĩ khóc than chửi rủa. Nàng nhắm mắt lại, co hai chân lên, khoanh tay đặt trên đầu gối và gục mặt xuống, làm Trường cũng hết cả háo hức. Gã hơi xoay người, tựa đầu vào vai Lam, mắt mở trừng trừng nhìn lên vách đất có những vết xẻng xén rất nham nhở. Bà Vĩ rón rén từ bếp bước ra, đứng ngay trên cửa hầm. Bà không hề có ý định rình rập, nhưng vì không nghe tiếng nói chuyện của Lam và Trường, bà đâm ra lo sợ vẩn vơ. Nhỡ chẳng may Lam có bầu thì sao? Câu hỏi bất ngờ nảy sinh trong đầu làm bà choáng váng. Đã toan xông vào hầm, nhưng bà dằn lòng tế nhị bước vào nhà rồi mới cất tiếng gọi: Tước ơi, vào mẹ nhờ một tí. Cả hai cùng giật mình đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau theo một phản ứng tự nhiên. Lam phủi quần chạy lên, nói lớn từ phía ngoài sân: Thưa mẹ gọi con ạ. Bà Vĩ điềm tĩnh như không hề ngờ vực: Này, nhà còn ít đỗ đen, con nấu nồi chè, chốc nữa mời cậu ấy xơi. Lam đáp: Thưa mẹ vâng, nhưng mà đỗ thì ngâm cả buổi tối mới mềm, nấu ngay chán được đâu ạ. Nàng vào bếp lục lọi một hồi rồi bưng ra cái nồi nhỏ. Bà Vĩ ái ngại hỏi:
Này, thế liệu ngày mai thì xong hầm chưa con? Lam đáp nhanh. Thưa mẹ, kể ra thì nội hôm nay là xong ạ. Nhưng mà anh Trường á, anh muốn xén lại bên trong cho nó vuông vắn. Với lại con tính là con kê sẵn một cái chõng. Nhỡ mai kia cần thì mẹ có chỗ mẹ nghỉ ạ. Bà Vĩ ngắt lời. Hầm hố là cái chỗ bất đắc dĩ thì mới phải chui vào chứ cần gì phải vuông với vắn con. Mà mẹ con mình thì làm phiền người ta lâu quá rồi, ôm mãi cái nợ vào thân. Quý hồ là có nơi ẩn nấp là được rồi. Mày xem hễ mà thấy cần đào thêm nữa thì thôi, bảo cậu ấy nghỉ đi. Lam cúi đầu nói. Vâng, để con bảo anh ấy ạ. Lam bưng nồi xuống cầu ao, ngờ ngợ đoán là mẹ chồng đã nhen nhúm mối nghi ngại trong lòng. Nàng múc nước ngâm đậu rồi trở lại hầm, đem ý bà cụ nói với Trường, dặn gã nếu không có chuyện gì đặc biệt thì từ nay đừng sang nhà này nữa. Tối hôm ấy, Trường ở lại ăn cơm. Trước mặt mẹ chồng, Lam rất ít nói, chỉ chăm chú lắng nghe bà Vĩ và Trường bàn chuyện loanh quanh về tình hình trong xã, về viễn ảnh của cuộc chiến và những người trai đất Bắc ra đi không trở lại. Vô tình Trường nhắc nhiều đến Tước, đến những kỷ niệm tuổi thơ ngày trước Tước vào bộ đội, khiến cả bà Vĩ và Lam đều mủi lòng xúc động. Khuya lắm, Trường mới cáo từ ra về sau khi ăn cạn hai bát chè. Lam dọn dẹp nhà cửa rồi lên giường nằm. Nàng vừa chui vào màn, duỗi thẳng chân tay để thưởng thức cái mệt mỏi một cách khoan khoái của cơ thể sau mấy ngày phụ Trường gánh đất, thì bà Vĩ nhấc cái ghế đầu lại đầu giường, ngồi xuống và run run bảo. Lam à, mẹ biết con còn trẻ, lại có nhan sắc, thiên hạ dòm ngó là cái lẽ thường tình. Thằng Tước thì vắng nhà, thời buổi giặc giã, chả biết thế nào mà lường. Dài làng thì theo nhau đi biển biệt, bao nhiêu là cạnh nhỡ nhàng ở xã ta. Con thì con lạ gì nữa. Nhưng mà mẹ nghĩ, đánh giặc thì cũng có ngày về chứ chả nhẽ ai đi thì cũng chết. Chiến tranh thì cũng có ngày dứt chứ chả nhẽ đánh nhau mãi. Nghe bảo là Mỹ nó đang nói chuyện hòa đàm hòa điếc gì đấy. Rời ngó lại thì chỉ độ 1-2 năm nữa thôi. Bây giờ con thương mẹ, thương thằng Tước. Đừng để cái việc gì xảy ra rồi nó bôi cho chát chấu vào mặt mẹ. Từ ngày thằng Tước đi bê, mẹ vẫn xem con như con ruột. Con biết đấy, mẹ chẳng phải kể. Nói dại, thằng Tước nó chẳng may nó bỏ xác trong rừng. Đơn vị gửi giấy báo tử về thì con cứ việc con đi bước nữa. Còn bây giờ, nó tuy ở xa, nhưng thư từ mỗi năm hai bận gửi về, nghĩa là nó còn sống. Thôi thì mẹ xin con cố giữ kẻo mang tai mang tiếng. Mẹ chỉ xin thế thôi con ạ. Bà Vĩ cố gắng lắm mới nói được một hơi dài như vậy. Giọng bà mỗi lúc một nghẹn ngào hơn, và đến khi chấm dứt thì nước mắt đã giàn giụa. Lam cũng mủi lòng khóc theo. Bình thường khi mẹ chồng nói chuyện như vậy, Lam phải ngồi bật dậy và chui ra để khỏi mang tiếng là vô lễ. Nhưng đêm nay nàng cứ nằm yên úp mặt xuống khóc, tủi thân cũng có, mà nhất là xấu hổ với người mẹ khả kính. Một lúc khá lâu, bà Vĩ lại tiếp. Mẹ thì mẹ già rồi, sống nay chết mai. Có hai thằng con thì đều vắng nhà cả. Thằng Tước đi bê đã đành, mà ngay cái thằng Chức ở đơn vị phòng không Thái Nguyên mà chả mấy khi được về phép. Chả biết lúc mà mẹ nằm xuống thì có nhìn mặt được đứa nào hay không. Chăm sự thì mẹ chỉ trông vào con thôi. Thằng Trường đó là người tử tế, lại là chỗ hàng xóm. Nhưng mà con phải biết giữ gìn. Miệng đời thế gian, không biết thế nào mà lường được. Đấy, cứ xem cái gương mà cái thìn con nhà bà Ngọc, rồi cái hảo con nhà ông Tâm đấy. Khôn 3 năm dại 1 giờ, ra đường bây giờ chả dám ngước mắt nhìn ai. Rồi nhỡ mai kia chồng còn sống mà trở về thì chỉ có nước độn thổ. Mẹ nói ít, chắc con hiểu nhiều. Lam lau nước mắt ngồi lên, vén mùng chui ra, đỡ vai bà Vĩ và sụt sùi nói. Thôi mẹ đi ngủ đi, mẹ cứ yên lòng. Con không làm gì để mẹ phải mang tai mang tiếng đâu. Con thề với mẹ như thế mà. Lam trấn an 2-3 lần nữa, bà Vĩ mới đứng dậy bước lại giường. Từ hôm ấy, Lam tránh gặp Trường,
mỗi lúc ra bờ ao nhìn thấy Trường ngồi dưới gốc cây sung, giơ tay làm hiệu, Lam đều lắc đầu chỉ vào trong nhà. Trường buồn lắm, dạo trước cứ dăm ba hôm gã lại mò sang kiếm cớ hỏi thăm bà Vĩ để giáp mặt Lam. Bây giờ ra ngẩn vào ngơ, muốn qua mà Lam nhất định ngăn cản. Trường tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh đều ra nằm dưới gốc sung, không phải để há mồm chờ sung dụng, mà vì muốn nhìn bóng Lam thấp thoáng bên kia cho đỡ nhớ. Lam thấy tội nghiệp, viết một mảnh giấy nhỏ cuộn quanh viên sỏi quăng mạnh qua chỗ Trường nằm. Gã đang lim dim nghĩ ngợi, viên sỏi rớt ngay bên cạnh. Gã bình thản không thèm ngó vì tưởng trái sung dụng. Một lúc sau gã mới quay lại và phát hiện ra lá thư của người tình bên kia bờ ao. Gã chộp lấy, lật đật mở ra, dí mắt vào đọc. Lam viết: không gặp nhau được nữa, anh cũng đừng sang đây. Mẹ em đã biết rõ quan hệ tình cảm của anh với em rồi. Trường thở dài não nuột, phủi những vết đất trên mảnh giấy, đọc lại một lần nữa rồi gấp làm tư bỏ vào túi. Gã thở dài bâng khuâng ngó qua vườn nhà Lam một lúc rồi đứng dậy lủi thủi vào nhà. Cuộc tình bế tắc quá, họa chăng bà Vĩ có chết đi thì may ra gã mới tiến tới với Lam được. Một buổi sáng, Trường đang ngồi ngáp vặt ở ban thông tin, bỗng thấy bà Vĩ cắp thúng đi ngang văn phòng, rẽ về hướng trạm xe đưa khách lên chợ huyện. Lập tức Trường quăng hết mọi việc, tức tốc chạy về nhà Lam. Thấy Lam ngồi dưới bếp, gã lao vào ôm chầm lấy. Nàng đẩy ra hốt hoảng kêu lên: ê chết, sao anh dám sang đây? Em đã bảo rồi cơ mà. Trường thở hổn hển nói: ôi giời, anh nhớ quá. Anh nhớ quá, nhưng mà không sao. Anh nom thấy mẹ em chồng em, anh nom thấy mẹ chồng em đón xe đi chợ huyện. Giờ gã trách: thế mà em không thèm chạy ra trụ sở gặp anh gì cả. Gặp anh làm gì nữa, có giải quyết được cái gì đâu. Trường ngồi thừ người, mất hết cả hứng thú. Mấy tháng nay không gần nhau, Trường cứ hình dung mãi là khi gặp lại, cả hai đều sẽ bốc lửa quằn quại. Hóa ra chỉ là tưởng tượng. Gã phun ra một câu đầy kịch tính: ôi sợ, yêu nhau mà khổ như thế này thì thà đừng yêu. Ừ, thôi đi, anh đừng nghĩ gì đến em nữa. Họa chăng mai sau... Mai sau làm sao? Chờ mẹ chồng em chết thì em lấy được anh hay sao? Bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chưa đến 60. Ôi sợ, non còn khỏe mạnh lắm, chưa chết được đâu. Lam phì cười vì giọng nói não nề của Trường. Anh đừng có cầu cho mẹ chồng em chết. Mẹ em mà có chết thì em cũng chả lấy anh được đâu. Trường đờ người không biết nói gì. Như vậy là gã phải chờ thêm cả tước, hai mẹ con cùng chết thì mới hy vọng đón Lam về với mình. Bất giác gã thở dài, Lam đứng dậy và giục Trường: thôi anh đi đi, ngộ nhớ ai nom thấy thì chết. Mẹ chồng em đi chợ huyện kia mà, sớm lắm thì cũng phải chiều tối mới về đến nhà. Nhưng mà ai vào thì làm thế nào? Thế thì hay là sang bên anh, sang anh là tốt nhất, chả sợ ai cả. Nhà anh thì có ma nào thăm mới nom bao giờ. Không được, không được đâu. Em nói thật mà, chuyện của anh với em chả đi đến đâu đâu. Thôi thì thà cứ xem nhau như người dưng nước lã, khỏi làm lụy đến nhau. Em dứt khoát rồi, anh về đi. Trường tần ngần đứng mãi trong bếp, Lam phải giục 2-3 lần, gã mới hôn vội lên má Lam rồi lủi thủi ra cổng, trở về trụ sở ủy ban thông tin. Từ đó hai người không gặp nhau nữa. Trường mang nỗi nhớ nhung triền miên, chỉ biết ra bờ ao nằm dưới gốc sung trông sang. Còn Lam cũng nặng trĩu hình ảnh Trường, nhưng thương bà Vĩ quá, cố dằn lòng chờ mẹ chồng chết rồi tính sau. Bỗng dưng hôm nay được ủy ban cho biết sẽ tống những người già trên 55 lên rừng sơ tán. Chuyện đời lắm khi bất chiến tự nhiên thành. Bà mẹ chồng Kỳ Đà Cản Mũi kia tuổi đã gần 60, sắp sửa bị gậy ra đi để trả lại tuổi thanh xuân cho Lam và Trường. Trường muốn hét lên vì sung sướng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cán bộ, gã thấy huyện ủy đã đề xuất được một quyết định sáng suốt là đem người già lên rừng sơ tán. Gã phải mang ngay bản tin ngàn vàng này thông báo cho người tình, để nếu cần thì giết gà mái tơ ăn mừng. Đến trước cổng nhà Lam, tự dưng Trường chùn chân lại. Lẽ tất nhiên gã có quyền nghênh ngang bước vào thông báo, bởi gã là cán bộ thông tin có nhiệm vụ phổ biến nghị quyết và động viên dân làng sơ tán. Nhưng mặc cảm làm gã sợ, gã đắn đo một lúc rồi đi thẳng về nhà mình
viết mấy chữ cho Lam. Gã xuống bờ ao, ngồi dưới gốc sung kiên nhẫn chờ đợi. Gã bọc sẵn mảnh giấy và hòn đá nhỏ, lấy dây chuối cột lại, chỉ chờ thấy bóng Lam là ném qua, theo đúng sáng kiến mà chính Lam đã phát huy trước đây. Chờ đến hơn nửa giờ mới thấy Lam từ trong bếp bưng rổ bát tiến ra. Trường mừng quính vội đứng vụt dậy, giơ thẳng cánh quăng bức thư sang. Không ngờ bà Vĩ cũng vừa từ nhà bếp theo sát sau lưng Lam. Bức thư tình bọc đá bay thẳng vào bụng bà. Bà ngơ ngác cúi xuống nhặt và lẩm bẩm chửi: "Còn cái nhà ai nghịch như quỷ thế này?" Bà đưa mắt nhìn sang nhà Trường như một phản ứng tự nhiên. Giả như Trường nằm ngay xuống thì chắc bà không nhìn thấy. Nhưng gã hoảng quá bỏ chạy, và bà bắt gặp gã lom khom chui vào hầm. Lam đứng bên cạnh mẹ chồng, mặt tái mét nhìn bà từ từ mở tờ giấy ra. Bà ngờ ngợ đoán là bấy lâu nay thằng hàng xóm vẫn lén lút thông gian với con dâu bà. Nhưng bà còn đủ bình tĩnh, tế nhị trao mảnh giấy cho Lam và bảo: "Chắc là giấy của cậu Trường, con xem cậu ấy viết gì trong đây." Lam đặt rổ bát xuống chân, đọc lướt mấy hàng chữ nguệch ngoạc và thở phào mừng rỡ, vì nội dung lá thư rất đứng đắn. Nàng đưa lại cho mẹ để bà khỏi nghi ngờ. "Dạ, anh ấy báo tin là ủy ban vừa quyết định đưa người già và trẻ con trong xã đi sơ tán ở Đồng Cạn. Mẹ đọc mà xem, anh ấy cho biết trước để mẹ chuẩn bị." Bà Vĩ lặng người không nói gì được nữa. Chưa tính đến những vất vả của tuổi già khi bị quăng vào chỗ rừng thiêng nước độc, mà chỉ cần hình dung ra những ngày Lam ở lại một mình, bao nhiêu sóng gió chung quanh cũng đủ làm bà tái tê đến mất ăn mất ngủ. Bà uất ức than: "Làng nào xã nào bị máy bay Mỹ nó bỏ bom thì mới sơ tán chứ. Làng ta có nom thấy cái máy bay nó ra làm sao đâu mà bây giờ cũng bắt người ta bỏ làng bỏ xóm mà đi." Lam rất phấn khởi trong lòng nhưng ra vẻ cảm thông với mẹ chồng: "Vâng, làng mình mà sơ tán thì lạ quá." Bà Vĩ xách guốc xuống cầu ao rửa chân, đưa mắt nhìn sang nhà Trường và đột ngột bảo Lam: "Này, mày nói gì với thằng Trường mà lâu quá chả thấy nó sang chơi? Nghĩ cho cùng thì nó cũng là đứa tử tế. Nó biết tin sơ tán mà chắc nó ngại, chả dám sang cho mẹ con mình hay tin." Lam chớp mắt bày tỏ: "Thưa mẹ, con có nói gì đâu. Chắc là mỗi bận gặp thì anh ấy thấy con không vồn vã, cho nên chả muốn sang nữa." Bà Vĩ bùi ngồi đáp: Như thế cũng phải con ạ. Dạo nọ nghe đồn nó phải làm cái con Hòa ban thông tin á, dắt nhau lên mãi tận chợ huyện. Tưởng nó lấy con bé đó, hóa ra lại thôi." Và bà thở dài quay lên nhà. Lam bưng rổ bát xuống cầu ao, ngước mắt nhìn sang bên kia như muốn chia sẻ niềm chung vui của hai người. Nhưng nàng không trông thấy Trường, vì gã vẫn thập thò núp trong hầm, sợ bà Vĩ trở ra. Nàng nhớ lại cái giây phút hồi hộp lúc nãy khi Trường quăng cục đá vào bụng bà Vĩ. Bất giác Lam mỉm cười, vục hai bàn tay múc nước ao vã lên mặt. Nàng đứng dậy buộc lại mái tóc rồi bưng rổ bát lên nhà. Nàng thấy bà Vĩ cắp nón ra cửa, nàng vội chạy lại hỏi: "Mẹ đi đâu đấy mẹ?" Bà Vĩ giận dỗi đáp: "Tao ra ủy ban, tao xin ở lại chiến đấu. Không có sơ tán sơ tiếc gì hết. Chừng nào máy bay Mỹ đến ném bom hẳn hay. Máy bay thì đã có hầm, hãi gì?" Lam đứng nhìn theo ái ngại. Nàng biết chẳng bao giờ chính quyền chấp thuận lời xin của bà, bởi họ không giải quyết các trường hợp cá biệt. Nhưng nàng không dám cản. Hơn thế nữa, để mẹ chồng khỏi ngờ vực, nàng đặt rổ bát chạy theo ra cổng và bảo: Mẹ ơi, để đấy con đi với mẹ. Con cũng nói vào, họa ra thì ủy ban người ta cho mẹ ở lại. Mẹ lên trên ấy một thân một mình vất vả lắm, con không yên lòng đâu." Bà Vĩ cảm động chớp mắt nói: "Mày cứ để mẹ đi một mình đã, được rồi. Mẹ đang tính sang rủ thêm bà Kiểu với mấy bà nữa, kéo cả ra ngoài đấy, con vào đi." Bà chưa dứt lời, ngoài ngõ đã lao xao tiếng bước chân, tiếng bàn tán. Cán bộ thông tin sục sạo vào từng nhà, hô hào chuẩn bị sơ tán, y như thủ chức dân làng báo động giặc Pháp sắp tràn về càn quét. Biết rằng sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng bà Vĩ vẫn nhất định ra ủy ban để nói vài lời cho hả giận. Thank you.
Hai tuần sau thì bà Vĩ lên đường. Chiếc xe tải cũ kỹ đậu trước trụ sở ủy ban, chung quanh buộc kín cuốc xẻng, nồi niêu song chảo. Trong xe các ông già bà cả chen chúc ngồi bên cạnh bầy con nít lem luốc. Có đứa òa lên khóc vì phải xa cha mẹ, nhưng cũng có vài đứa cười đùa khúc khích vì lần đầu tiên trong đời được đi ô tô. Cô giáo Kim nai nịt như người đi đánh ghen, bưng thúng xôi lạc chuyển lên sau xe rồi dõng dạc hỏi: "Xong cả chưa nào?" Vài giọng sốt ruột vọng xuống: "Chạy đi, chạy cho rồi đi, gấp, lên trên đấy để tối mất rồi." Chủ tịch Nguyễn Thị Na và bí thư Đặng Xuân Tế lăng xăng đi tới đi lui, dặn dò những câu thừa thãi chỉ cốt để mọi người có cảm tưởng là chính quyền quan tâm đến đời sống nhân dân. Lam vạch đám đông sau xe, cố thò đầu vào bảo bà Vĩ: "Tuần nào cũng có người đi đi về về, mẹ lên trên đó có cần gì thì mẹ nhắn cho họ biết rồi con gửi lên nhé. Thư thả rồi thế nào con cũng lên con thăm mẹ mẹ nhé." Bà Vĩ lau nước mắt gật đầu. Bên cạnh bà, ông Ngơ cụt một chân ngồi bệt xuống sàn xe lầu bầu chửi: "Chuyện con gái ông có bầu với chàng công nhân sơ tán, giờ này cả xã đã rõ hết và ủy ban chưa biết giải quyết cách nào. Dân làng thì quá bận bịu với cuộc sống nên chỉ nghe qua rồi bỏ. Riêng bà Vĩ thì không thể không bận tâm." Nhìn ông Ngơ, bà lại liên hệ đến con dâu bà từ nay một mình thanh thang trong căn nhà trống, có thể đón Trường Sang ôm ấp bất cứ lúc nào. Nỗi lo ấy làm bà thấy thắt trong ruột, nhưng chỉ đành gạt nước mắt, nén tiếng thở dài. Ngày tối hôm ấy, quả nhiên Trường ngang nhiên sang nhà Lam, bắt nàng thổi cơm cho ăn. Nhà còn vài cân gạo, Trường khuân hết qua, đổ vào chiếc chum sành trong bếp. Lam tròn mắt mắng: "Ơ hay, anh làm cái gì thế? Định ra ăn vạ bên này à?" Trường cười cười leo lên nằm trên chõng, bắt chân chữ ngũ, vòng hai tay kê dưới gáy và bảo: "Cho anh ở tạm bên này, hễ mẹ chồng em về thì anh lại rút lui. Nhà vắng quá em ở một mình không sợ ma hay sao?" "Không, em chỉ sợ người chứ chả bao giờ em sợ ma hết." Rồi nàng ngồi xuống bên cạnh, nghiêm nghị bàn với Trường: "Anh này, không có được đâu, anh phải giữ cho em chứ. Vẫn biết là mẹ em đi vắng, nhưng mà còn hàng xóm láng giềng, tai vách mạch rừng, hở ra một tí là thiên hạ biết ngay đó. Anh muốn sang thăm em cũng được, nhưng mà phải chờ là trời tối hẳn rồi hẳn sang. Còn ban ngày ban mặt thì dứt khoát không được, em nói thật đấy." Trường ngồi dậy dựa vào Lam, lắng nghe lời nàng nói. Gã cò kè như kẻ mua hàng trả giá, nôn nóng chỉ muốn dọn sang chung sống. Nhưng Lam cương quyết lắm, hai ba lần dọa là nếu Trường không nghe, nàng sẽ cắt đứt liên lạc. Cuối cùng Trường đành chấp nhận thời khóa biểu do Lam ấn định, tuyệt đối không gặp gỡ ban ngày. Chỉ đêm hôm khi xóm làng đã hoàn toàn yên lặng, gã mới được phép mò sang và cũng chỉ được ngồi một lúc rồi về nhà ngủ. Sự kề cận vẫn giữ ở mức độ cũ, cầm tay hôn nhau là giới hạn cuối cùng, nhất định không được đi sâu vào quần chúng. Trường hơi buồn nhưng tự an ủi: "Thôi, bước đầu như thế cũng là thắng lợi rồi. Từ từ rồi khi gần gũi, gã sẽ vận dụng tình hình thực tiễn và biết đâu chẳng tiến xa hơn." Bà Vĩ đi được 2 tháng, chuyện gian díu giữa Lam và Trường vẫn hoàn toàn nằm trong vòng bí mật, cả làng chưa ai biết. Thì một buổi tối, cả hai đang ngồi ăn cơm dưới bếp, bỗng thấy có bóng người từ ngoài cổng bước vào. Lam hoảng hốt bưng vội cây đèn dầu đặt khuất sau vách rồi trố mắt nhìn ra. Trường thì đứng bật dậy, luống cuống nhìn quanh tìm chỗ ẩn nấp. Bóng người tiến vào giữa sân, Lam sững sờ kêu lên nho nhỏ: "Thôi chết, hình như là thằng Chức. Đúng rồi, thằng Chức anh ơi." Trường lật đật đẩy cái phên cửa sổ bếp, leo lên đống củi chui ra phía sau. Nếu chỉ là khách của Lam đến thăm thì Lam cứ việc lên nhà thủ tiếp, còn gã tạm nép mình vào đống củi nằm chờ cũng được. Nhưng chẳng ngờ người đó lại là Chức, em ruột của Tước, nhân chuyến công tác ghé về thăm nhà. Trường biết không thể nán lại được nữa, nếu Chức bắt gặp thì khó tránh khỏi cảnh võ tòng sát tòng, vì Chức vốn là đứa hung bạo. Trường lao đầu qua cửa sổ, hai tay chống xuống, trúng vũng bùn, nước bắn tung lên mặt. Một ống quần của Trường lại vướng vào cái then cài, làm gã phải giật mạnh, rách một mảng khá dài từ đầu gối trở xuống.
Tuy vậy Trường chưa biết đau, gã chạy lao xuống ao, bơi sang bên kia và lên nhà. Dù ướt hết quần áo, giấy tờ và có thể bị cảm lạnh, nhưng Trường vẫn mừng là số còn may. Giả như hai người ăn cơm ở nhà trên hoặc chức về chậm chút nữa, khi Trường và Lam đang nằm bên nhau tâm sự theo thông lệ mỗi đêm, thì cuộc đời gã chắc chắn đã bế mạc. Còn lại một mình, Lam thu dọn vội cái bát và đôi đũa của Trường, rồi thản nhiên ngồi ăn như không hề có chuyện gì. Chức bước lên thềm, cất tiếng gọi: "Mẹ ơi!" Lam giả vờ lên tiếng hỏi: "Ai đấy? Ai hỏi mẹ tôi đấy?" Chức đi thẳng xuống bếp, ngạc nhiên nhìn Lam ngồi một mình. Nàng đứng dậy: "Ủa, chú mới về à?" Chức đặt ba lô xuống chân và hỏi: "Mẹ đâu mà chị ăn cơm một mình thế này?" "Ơ, chú chưa biết à? Mẹ đi sơ tán trên đồng cạn cơ mà. Đi lâu rồi, làng mình người già với trẻ con thì phải đi hết." Chức nhìn mâm cơm, tạm quên bà mẹ, thản nhiên ngồi xuống và nói: "Cơm ngon nhỉ, tôi đang đói đây." Lam ra sân lấy bát đũa cho Chức và nói: "Chú ăn đi, tôi cũng vừa mới ngồi vào đấy." Lam ngồi lại chỗ cũ đối diện Chức. Nàng vói tay vặn ngọn đèn lớn hơn rồi hỏi Chức cho có lệ: "Chú nghỉ phép à?" Chức ngồm ngoàm nhai như thằng chết đói lâu ngày. Hết vả cơm lại gắp thức ăn, xì sụp chan húp như không có Lam ngồi trước mặt. Cạn chén cơm đầu tiên, gã mới đáp: "Phép đâu mà phép, tôi được đi công tác lĩnh đạn phòng không ở kho 7, tranh thủ tạt đều về thăm nhà." "Thế dạo này có thư từ gì của anh Tước không?" "Mấy tháng nay rồi không có thấy." Rồi nàng đứng dậy bước ra cửa và nói: "Thôi chú ăn đi nhé, tôi đủ rồi." Thực sự thì Lam chưa no, mới ăn được một chén vơi thì Chức xuất hiện. Nàng bỏ ra một phần vì muốn nhường cho Chức, mà nàng biết đã lâu lắm chưa có bữa cơm ngon. Một phần vì nàng thấy chị dâu em chồng ngồi ăn chung như thế cũng không tiện. Chức cùng tuổi với Lam, dáng dấp to khỏe hơn cả Tước. Tính tình Chức lại hung hăng, bạo dạn, thường bị bà Vĩ luôn mồm mắng là thằng lỗ mãng. Ngày Tước cưới Lam, Chức sắp vào bộ đội, chỉ ở nhà với vợ chồng Tước có mấy tháng. Mà nói là ở chung nhưng thực ra Chức lêu lỏng suốt ngày ngoài đường, thậm chí lang thang trên huyện cả tháng mới về, rồi lại đi tiếp. Chị dâu, em chồng cùng tuổi nhau, tất nhiên Lam lúc nào cũng phải giữ gìn, cần lắm mới nói chuyện. Hôm Chức vào bộ đội, Lam lấy tiền riêng đưa cho gã 30 và bảo: "Biếu chú ăn quà." Chức nhận tiền chẳng những không cảm ơn còn thản nhiên nói: "Tôi đi chuyến này chả biết bao giờ mới về. Chị cho có 30 thì ít quá, xin chị thêm 20 nữa cho chẵn." "Chị không cho, nhỡ tôi chết bất đắc kỳ tử thì chị sẽ ân hận." Lam phì cười móc túi lấy thêm, nhưng bà Vĩ vội vàng ngăn lại: "Thôi không cho nó nữa, thằng này thì biết bao nhiêu cho nó đủ." Lam đỡ giùm Chức: "Ờ, chú nói đúng đó mẹ, học cả nửa năm mới mãn khóa kia mà." Rồi Chức lên đường không thư từ thăm hỏi. Mãi đến ngày ra trường, bổ đi đơn vị mới, gã mới tạt về vài ngày và lại xin tiền Lam. Ở đại đội phòng không, một năm họa hoàn mới có dịp đi công tác để ghé nhà một lần. Và lần nào Chức về thì Lam cũng biết là mình sắp phải nộp tiền. Chức đã cạn chén cơm, chưa no lắm, gã cầm chiếc đũa cả sồn sột cạo cháy dính ở đáy nồi rồi đưa lên mồm nhai đến hột cuối cùng. Và gã đứng dậy thơ thới xách ba lô và bưng đèn lên nhà. Lam ngồi ở bậc cửa bâng khuâng nhìn lên bầu trời đếm những vì sao chi chít, đầu óc vơ vẩn nghĩ đến Trường. Chức thản nhiên ngồi xuống bên cạnh và hỏi: "Nhà mình có việc gì lạ không chị? Đang tự dưng tự lành, tại sao lại bắt người ta sơ tán là thế nào? Giặc lái Mỹ có thừa bom nó cũng chả ném ở cái xã này." "Thì ai cũng bảo thế, nhưng ủy ban bắt đi thì phải đi thôi. Chú vẫn đóng ở đơn vị cũ đấy chứ?" "Vâng, vẫn chỗ cũ, chán chết." Lam hỏi một câu quan trọng: "Thế bao giờ chú lại đi? Có kịp lên thăm mẹ không?" "Phép tắc gì đâu mà thăm với non. Nhưng mà cũng chưa biết chừng. Cứ đúng lý ra thì mai tôi phải về đơn vị đấy, nhưng mà thích ở thì cứ ở." Lam lo lắng nghĩ đến Trường, nàng dè dặt góp ý: "Chú xem có thể đi thăm mẹ thì đi đi. Nhân tiện tôi gửi lên cho mẹ ít hột giống. Không thì về đơn vị chứ nán lại đây chả lợi gì, mà lại còn bị kỷ luật nữa." Chức cười hề hề: "Sợ gì kỷ luật,
Chúng nó nhẵn mặt tôi rồi. Nói chuyện vơ vẩn một hồi, rồi Lam đứng dậy đi ngủ sớm, chức mang quần áo xuống ao tắm, rồi lên nhà nằm, nằm trên chiếc chõng của bà Vĩ. Gã cất tiếng hỏi chuyện Lam, nhưng nàng giả vờ như đã ngủ rồi. Nửa đêm, Lam đang yên giấc, bỗng choàng thức dậy vì thấy có cái gì nặng nặng đè trên ngực. Nàng mở mắt và hoảng hốt nhận ra chức đã rón rén chui vào màn nàng từ lúc nào, đang úp mặt xuống hôn trên ngực nàng. Lam vùng dậy đẩy chức ra, ngồi co lại một góc giường và quát lên: "Này, lão vừa vừa thôi nhé, cút ngay, không cho tôi kêu làng kêu nước bây giờ, cút!" Chức điềm nhiên năn nỉ: "Cho tôi yêu một tí đi, mai tôi về đơn vị rồi, chị trả đuổi tôi cũng đi, nghe bảo là đơn vị tôi sắp vào Nam." Thằng này lạ thật, xin tình không khác gì xin tiền. Lam đưa tay cài lại cái cúc áo vừa bị chức bật ra và tiếp tục mắng: "Này, tôi đùa với chú đi à, đi ra!" Chức vẫn lì lợm quỳ trước mặt Lam, đôi mắt trong đêm long lanh dục vọng khiến Lam sợ hãi. Nàng vén màn chui ra, bật diêm châm đèn rồi đứng lui vào vách. Nàng vừa thở vừa dọa: "Thế nào tôi cũng mách mẹ, tôi cho chú biết." Chức ngang ngạnh đáp: "Thôi, chị vào mà ngủ đi, cho tôi nằm nhờ bên cạnh thôi, tôi chả làm gì chị đâu. Nằm đến sáng thì tôi đi, chị có van tôi cũng chả thèm ở lại." Lam vẫn đứng yên, nghe rõ tiếng muỗi vo ve bay quanh mặt. Chức lại giục: "Ơ hay, đã bảo thế mà không tin nữa, thề với chị đứa nào đụng vào người chị cho nó chết." Lam đã dịu giọng nói: "Thôi, chú muốn ngủ giường tôi thì để tôi sang giường mẹ vậy, tôi nhường cho chú đó." Vừa nói, nàng vừa bưng đèn bước đi. Nàng lôi cái ghế đầu lại sát đầu giường, đặt chiếc đèn lên và vặn cho sáng hơn. Rồi nàng vén màn chui vào, đắp chăn kín mít nhưng không dám ngủ. Cơn sợ hãi đã qua đi. Thật không ngờ, nàng cứ yên chí thể nào chức cũng làm liều, đưa nàng vào hoàn cảnh thật khó xử. Chẳng ngờ chức biết dừng lại. Tuy vậy, nàng vẫn nơm nớp. Chức có thể sẽ lại mò qua, cho nên dù rất buồn ngủ, nàng vẫn cố mở mắt nhìn ra ngọn đèn. Bên kia, chức lè nhè vớt vát: "Tôi muốn nằm với chị chứ cái giường của chị thì báo gì mà nhường với chả nhường. Tôi ngủ bờ ngủ bụi còn được kia mà." Nói vậy nhưng gã không chui ra. Gã từ từ nằm xuống, duỗi thẳng hai chân và mỉm cười vu vơ. Sở dĩ gã cười là vì lúc nãy, trong lúc Lam ngủ say, gã đã mò mẫm cởi quần Lam, nhưng cái giải rút thắt nút chặt quá, không tài nào gỡ ra nổi, nên gã đành bỏ cuộc. Gã tự hỏi thắt chặt như thế, rồi lúc cần đi tiểu gấp thì làm sao mà cởi được. Trong bóng đêm mờ mờ, chức khoan khoái nằm duỗi thẳng hai chân hai tay, tận hưởng cái giây phút hiếm hoi trong đời. Trong giây lát, gã chợt nhận ra một điều là gối chăn của đàn bà có một mùi vị đặc biệt lắm, khác hẳn những cái giường ngủ bộ đội mà gã đã trải qua trong đơn vị. Gã lật úp người, nồng nàn hôn lên cái gối của Lam và cảm thấy ngây ngất như lúc nãy đã hôn trộm trên ngực nàng. Dù rằng cái gối ấy thực ra chỉ là mấy cái bao tải rách bọc lớp vải thô vá chằng chịt mà thôi. Sáng hôm sau thức dậy, quả nhiên chức giữ đúng lời hứa. Gã thản nhiên như đêm trước không hề có chuyện gì, vui vẻ chào Lam và chìa tay như thường lệ: "Dạo này tống quá, chị có tiền cho tôi vay vài chục." Lam không nhịn được cười hỏi lại: "Lần này chú hỏi vay à?" Chức cũng cười hề hề: "Vay nhưng mà biết đời nào tôi mới trả được chị. Mai kia tôi lấy vợ chị khỏi mừng, mà tôi chết thì chị khỏi phúng điếu." Lam lại đưa cho gã 30, gã nhét vào túi, khoác ba lô lên vai và dặn: "Chị có lên thăm mẹ thì bảo là tôi về thăm nhưng không gặp. Thôi, tôi đi đây." Dứt lời gã bước ra cổng. Lam nói vói theo: "Thôi liệu mà lấy vợ đi là vừa rồi đấy nhá." Nàng đứng trông theo cái dáng to cao vạm vỡ của chức và tự hỏi tại sao đêm qua chức đang háo hức như vậy mà có thể ngừng lại không tấn công nàng. Lam thường nghe nói đàn ông khi đã lên cơn thì rất liều mạng, không thể kìm hãm được. Hóa ra nhận xét ấy không phải lúc nào cũng đúng. Đem áp dụng vào trường hợp của Trường, nàng thấy cũng gần giống như chức. Mỗi khi Trường sàm sỡ gỡ gạc, nàng chỉ cần bảo một tiếng, gã lại ngoan ngoãn ngồi yên ngay. Như vậy thì nói tóm lại, đàn ông cũng không đáng sợ như các bà thường bảo nhau. Những ngày kế tiếp, Trường và Lam đều đặn gặp nhau.
giữ gìn cuộc tình trai tịnh như trong chuyện cổ tích, dứt khoát không vượt qua biên giới ấn định. Cũng có đêm Trường ỉ ôi đòi ngủ lại và Lam nể quá phải chấp nhận, nhưng hai người chỉ nằm xuông nói chuyện rồi ngủ. Sáng sớm, gà trong xóm vừa gáy tiếng thứ nhất, Lam đã lôi cổ Trường dậy và đuổi gã về. Nhờ kín đáo như vậy, cả làng không ai biết. Bà Vĩ nằm trên rừng, mỗi lần có người từ Thịnh An lên đều vồ lấy và khéo léo thăm hỏi về con dâu mà Tịnh chưa nghe thấy tiếng đồn gần xa nào chỉ trích. Ngược lại, thiên hạ phần lớn còn khen Lam hiền thục, mừng cho bà Vĩ có con dâu đảm đang. Lam cũng hay đi thăm mẹ. Mỗi lần có chuyến tiếp tế từ Thịnh An lên Đồng Cạn, nàng dúi cho tài xế ít tiền để cho phép nàng tháp tùng. Xã Thịnh An sơ tán, tức là Đồng Cạn, sau nửa năm cật lực xây dựng, bây giờ đã có chút hình dạng như một khu kinh tế mới gộp toàn người già và trẻ em. Trường mẫu giáo và phổ thông cấp 1 là chỗ khang trang nhất, có mái tranh, vách đất hẳn hoi. Còn các hộ gia cư thì vẫn tùy tiện, ai dựng được cái gì để chui vào thì tự ý phát huy sáng kiến mà làm lấy. Bà Vĩ ở chung căn lều với hai bà già cùng lứa tuổi. Gặp Lam bà mừng lắm, lời khuyên của bà lúc chia tay đã có hiệu quả. Nhìn những món quà dưới quê đưa lên như bánh gai, bánh rậm, xôi lạc, muối vừng, bà làm ra vẻ rất hứng hở, chỉ ân cần nắm tay Lam và bảo: "Con cho mẹ cái gì, mẹ cũng không quý bằng con nghe lời mẹ dặn. Mẹ trên này quạnh quẽ thật, đèn dầu một bóng, ra vào chẳng có ai. Nhưng biết con ở dưới lúc nào cũng một lòng một dạ với mẹ, với thằng Tước là mẹ vui lắm rồi." Và lần nào nàng cũng lễ phép đáp: "Mẹ, xin mẹ cứ tin ở con." Bà hỏi cho có chuyện: "Thế thằng Tước nó có viết thư về không con?" Lam đáp: "Không mẹ, nhưng mà hôm nọ chú Chức có tạt về, con bảo chú ấy lên thăm mẹ, nhưng mà chắc vội quá lại phải đi ngay." Bà Vĩ cay đắng nhận xét: "Mẹ thì mẹ chả lo cho thằng Chức, bộ đội phòng không quanh quẩn ở ngoài này, có chết cũng nhìn thấy xác, chỉ ngại cái thằng Tước nó đi bê thôi." Mỗi lần lên thăm, Lam thường ngủ lại với mẹ chồng một đêm, rồi hôm sau theo xe tải trở lại Thịnh An. Cuộc sống cứ kéo dài như thế đến cả năm, và càng ngày hy vọng bỏ vùng sơ tán trở về càng mất hút, bởi Hoa Kỳ gia tăng oanh kích các mục tiêu quân sự, biến thành một mạng lưới khá rộng trên toàn đất Bắc. Nhân dân không ai dám mơ tưởng ngày chiến thắng, chỉ thầm mong chính quyền đầu hàng cho bớt khổ. Đợt tuyển quân năm sau, đến lượt Trường được vinh dự vào bộ đội. Miền Bắc vét hết thanh niên, ai vác nổi khẩu súng là nhấp nhòm chờ ngày bị lôi đi. Lam sống lại cảm giác chia tay lần trước với Tước, mủi lòng cho Trường nằm ngủ, chọn một đêm để gã có chút kỷ niệm làm hành trang vượt Trường Sơn. Nhưng lúc ủy ban tổ chức liên hoan tiễn tân binh, Lam không đến dự. Đã giữ gìn được hơn một năm, giấu kín chuyện tình tội lỗi, thì thôi cứ giữ luôn để khỏi mang tiếng kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nàng thơ thẩn vào ra, nhớ cả hai người đàn ông từng chung chăn gối, nhớ luôn cả đứa em chồng bạo dạn mới đêm nào úp mặt vào ngực nàng, mà lâu lâu nàng vẫn lấy làm buồn cười mỗi khi bất chợt hồi tưởng lại. Căn nhà bây giờ thanh thang quá, chỉ có mỗi một mình thui thủi. Mỗi khi ra bờ ao nhìn sang bên kia, Lam lại nao nao nhớ đến Trường với nỗi buồn day dứt hơn cả nhớ chồng. Căn nhà bên ấy vẫn bỏ hoang từ ngày Trường đi, vì chị Đoan, người chị duy nhất của Trường, đang tính toán xem nên giữ lại chờ Trường về hay là bán cho người khác. Một buổi trưa, Lam đang vun luống lang ở vườn sau thì nghe có tiếng gọi phía sân trước: "Cô Tước ơi, có nhà không?" Lam quăng cái cuốc chạy vội ra, vừa quạt vừa đon đả đón: "Ồ, chị Đoan, rõ khéo, vừa mới nghĩ đến thì là chị đến liền." Đoan bước lên thềm và hỏi: "Cô mà nghĩ đến tôi à?" Lam cười giải thích: "Tại vì em xuống ao múc nước tưới mấy luống lang mới rồng, nom sang bên kia thấy cái võng của anh Trường rồi lan man nhớ đến chị." Hai người ngồi trên bậc thềm, Lam chạy xuống bếp lấy nước bưng lên rót ra cốc mời Đoan. Nhìn Đoan, Lam lại chạy nhớ đến Trường. Hai chị em có nét giống nhau là cùng rong ròng cao, có nước da trắng như quanh năm không phải lao động ngoài nắng. Đoan uống một ngụm lớn cho đỡ khát,
rồi hỏi thăm một câu quen thuộc mà lần nào gặp cũng nhắc lại. À, thế có thư từ gì của chú ấy không? Thằng Trường nhà tôi từ ngày đi tới bây giờ chả có một chữ nào về cả. Dĩ nhiên Đoan hoàn toàn không biết em mình và Lam có tình ý với nhau. Lam im lặng lắc đầu. Khá lâu nàng mới bảo. Em thấy chỉ có chị là sướng thôi. Người ta lũ lượt vào Nam chiến đấu. Anh Hiệp của chị thì đi du học bên Đức. Ai người ta cũng nói là chị tốt phước nhất làng. Đoan chớp mắt gượng cười. Cảm ơn cô. Người ta ai cũng có cái số cả cô ạ. Rồi Đoan cầm nón đứng dậy chia tay. Thôi nhá, tạt vào thăm cô một tị. Tôi phải về. Con bé nó ở nhà có một mình. Đi đâu một tí cũng thấy sốt ruột. Thôi để dịp khác thì chị em mình tâm sự nhé. Lam ngạc nhiên vì Đoan mới đến lại đi ngay. Nhưng biết Đoan bận con mọn, Lam không dám giữ. Nàng theo tiễn Đoan ra tận cổng rồi mới quay vào. Thật ra thì Đoan cũng không vội lắm, đến nỗi phải về ngay. Lúc mới bước vào sân, cô cũng định nán lại chuyện vãn với Lam cho vui, vì cả hai cùng cô quạnh. Nhưng câu nói vô tình của Lam đã khơi dậy một vết thương sâu kín trong tim, khiến Đoan không muốn ngồi lại vì lòng bất chợt quặn thắt. 3 năm trước, Hiệp, chồng Đoan, may mắn có tên trong danh sách đi nghiên cứu sinh tại Đông Đức. Trai thời chiến sinh Bắc tử Nam, đẻ bọc đều mới được du học nước ngoài, nhất là Cộng hòa Dân chủ Đức, lúc nào cũng là cái đỉnh ưu việt mà các nước xã hội chủ nghĩa đều nhắm tới. Muốn đi nước ngoài, khả năng chuyên môn đã đành là phải có, nhưng lý lịch chính trị vẫn là khâu căn bản, là chiếc cầu tiên khởi phải vượt qua được thì mới được cơ quan quyết định cho đi hay không. Từ Hà Nội, Hiệp về xã thông báo tin vui cho vợ. Anh viết bản tự khai lý lịch rất tỉ mỉ, để lại dặn vợ đưa ra trình ủy ban để xin chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Thị Na. Chủ tịch Na bảo Đoan cầm sang văn phòng đảng ủy để bí thư tế duyệt trước. Bí thư xã có phê thuận thì chủ tịch mới dám ký vào. Công việc ở cơ quan đa đoan quá, Hiệp không nán lại chờ được, phải về Hà Nội thanh toán mọi chuyện trước khi bàn giao và lên đường. Đoan mang quà và bản lý lịch của chồng mình trao tận tay bí thư tế, rồi cứ nóng lòng chờ mãi chẳng thấy kết quả. 2-3 lần ra văn phòng đảng ủy, bí thư tế đều bảo: "Tôi vội lắm, chưa có thì giờ mà xem. Trăm công nghìn việc, vừa đánh giặc vừa sản xuất, cô cũng biết đấy. Để thư thư đã." Đoan khổ sở nài nỉ: "Báo cáo ông, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là hết hạn. Cháu còn phải đem xuống tận Hà Nội cho nhà cháu hoàn tất hồ sơ. Xin ông bỏ tí thì giờ ạ." Bí thư tế cắt ngang: "Thôi được rồi, để tôi thu xếp. Có thế nào thì tôi sẽ cho biết." "Vâng, thế xin ông làm phúc ạ. Vợ chồng cháu không bao giờ dám quên ơn." "Ơn nghĩa cái gì? Thủ tục nó phải như thế đi chứ ơn nghĩa gì. Thôi cô cứ về đi." Đoan cúi chào rồi lủi thủi ra về. Từng ngày qua đi rất nhanh. Cô ra văn phòng đảng ủy 2 lần đều không gặp tế. Bất đắc dĩ mò đến tận nhà thì bà vợ già cho biết chồng đi họp trên huyện. Đoan thở dài não nuột, chớp mắt muốn khóc. Không khéo thì hỏng mất. Cơ hội nghìn năm một thuở dễ gì có lần thứ hai. Cô tự trách mình lúc mang đơn đến đã chỉ mua quà mà không nộp tiền bồi dưỡng cho bí thư tế. Và có lẽ vì thế gã mới ngâm lá đơn để làm khó dễ. Mấy đêm liền Đoan không ngủ được vì nghĩ đến chồng ở Hà Nội đang nôn nóng chờ kết quả. Trước ngày hết hạn 3 hôm, Đoan đem con gửi bên bà nội, định sáng ngày mai sẽ ra đi thật sớm lên Hà Nội, gọi chồng về đích thân gặp bí thư xã. Thì bỗng dưng bí thư tế bất ngờ cầm bản lý lịch của Hiệp đến tận nhà Đoan. Đúng là phép lạ và phút chót. Đoan hồi hộp đón khách cực kỳ lễ phép, từ lời nói đến cử chỉ. Cô kéo ghế mời tế ngồi, lấy nước sôi trong bình thủy pha trà mới, rồi nghiêm trang đứng sát vách, hai tay chắp trước bụng, nhìn người đảng viên già một đời hy sinh cho nhân dân toàn xã. Bí thư tế nhập đề: "Đi nghiên cứu sinh 5 năm mà ở Đức thì mai kia về để đâu cho hết của?" "Dạ vâng ạ, chăm sự đều nhờ ông ạ." Bí thư gật đầu nhấn mạnh: "Thật đấy mà, người ta bảo là muốn giàu thì đi Đức, trí thức thì đi Nga. Chồng cô sang bên ấy rồi chỉ 1 năm là thừa tiền xây nhà gạch."
Đoan nói cho qua chuyện. Vâng, cháu thì cháu cũng nghe thế ạ, nhưng chả biết hư thật thế nào ạ. Bí thư Tế lôi tờ giấy trong túi ra, mở rộng trước mặt rồi đổi giọng cứng rắn hơn. Nhưng mà cái lý lịch viết như thế này thì không được. Kể cũng lạ thật, việc hệ trọng cả một đời mà chồng cô xem thường như là chuyện trẻ con. Học đến kỹ sư mà viết sai đến mấy lỗi chính tả. Đây, tôi giả lại cho cô. Cô mang xuống Hà Nội bảo anh viết lại, rồi cầm về đây, tôi cứu xét. Đoan tái mặt run rẩy đáp. Thưa ông, nhà cháu thì có dám xem thường đâu ạ. Không xem thường mà viết thế này à? Khai anh ruột là liệt sĩ, khai anh ruột là liệt sĩ thì phải nói rõ là chết năm nào, chết ở đâu, lúc chết là cấp gì, chức gì. Nói bâng quơ không cụ thể thì ai kiểm tra cho được. Không được, phải viết lại. Đoan rơm rớm nước mắt nói. Thưa ông, chẳng qua là nhà cháu sơ sót ạ. Xin ông thương tình phiên phiến cho. Không thì đến nhỡ mất thôi. Còn có 3 hôm nữa thôi. Cháu đi về thì làm sao kịp ạ. Mong ông châm trước. Bí thư Tế lắc đầu nhẹ nhẹ và bảo. Tôi không muốn làm khó dễ cô đâu. Chồng cô được đi Đức tôi cũng mừng. Làng mình đã mấy người có cái may như anh ấy. Cả huyện ấy chứ đừng chả nói gì làng mình. Giờ cô xem tôi nói có đúng không? Mai kia về của ăn của để đến đời con cũng chở hết. Không đi được thì thật là tiếc đấy. Lau nước mắt nhắc lại. Thưa ông, còn có 3 hôm nữa. Giả như sáng mai cháu lên Hà Nội bảo nhà cháu viết đơn khác, ngày kia cháu về, nhỡ rồi cháu không gặp ông hay là cô Na thì cháu biết làm sao ạ? Xin ông nới tay làm phúc, cháu không dám quên ơn này đâu. Bí thư Tế gấp tờ đơn bỏ vào túi, từ từ đứng dậy nhìn ra sân. Lúc này đã tối hẳn. Gã giáo giác nhìn quanh rồi bước ra mấy bước, khép cánh cửa gỗ lại. Đoan giật mình ngơ ngác, chưa hiểu tại sao đồng chí bí thư lại tự động đóng cửa. Thì lập tức Tế đã quay vào, tiến lại trước mặt Đoan, đẩy cô sát hẳn vào vách. Tế quàng hai tay ôm ghì lấy Đoan, kéo người cô áp chặt vào người gã. Đoan cố gắng đẩy ra và sợ hãi kêu lên. Ông làm cái gì thế? Ông buông cháu ra. Bí thư Tế thản nhiên ghé sát cái mồm thuốc lào vào mặt Đoan và thì thầm. Biết điều thì tôi châm trước cho. Không thì thằng Hiệp đừng có hòng ra nước ngoài. Chẳng những thế, nó sẽ còn khốn đốn với tôi là đằng khác. Tôi sẽ trù dập không ngóc đầu lên được đâu. Đoan run rẩy đứng yên, buông thõng hai tay, nước mắt giàn giụa. Bí thư Tế cẩn thận quay ra cài then cửa rồi lôi Đoan vào giường. Một lúc sau gã tụt xuống mặc quần lại, quay ra bàn tự rót nước uống. Gã lấy bút viết mấy chữ vào một mảnh giấy trắng, rồi quay vào bảo Đoan lúc này cũng vừa mặc quần vào, nhưng vừa xấu hổ, vừa uất hận, không dám bước ra nhìn Tế. Tế cài bút vào túi áo và nói lớn. Cầm cái lý lịch của chồng với mảnh giấy của tôi đây này, đưa sang cho cô Na, bảo cô ấy ký cho, cứ nói là tôi đã đồng ý rồi. Dứt lời, gã khệnh khạng đứng dậy bước ra sân, băng mình trong bóng tối. Từ đó đến nay đã 3 năm,
Hiệp đi học ở Đức đã hơn nửa chặng đường. Nỗi buồn sâu cay chỉ một mình Đoan biết, và tất nhiên suốt đời cô sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ cùng ai. Lắm khi Đoan thấy hối hận day dứt, thà cứ để chồng lỡ chuyến du học còn hơn Đoan phải áy náy lương tâm. Mỗi lần tình cờ có ai nhắc đến chồng Đoan đang ở bên Đức và coi đó là một cái may lớn của Đoan, Đoan đều cúi mặt ngậm ngùi tự trách. Đó là lý do tại sao vừa tạt vào thăm Lam, Đoan đã vội vã bỏ đi ngay để câu chuyện khỏi kéo dài thêm. Cứ vài tháng Lam lại lên Đồng Cạn mang theo những thứ mẹ chồng cần, trong đó chủ yếu là muối vừng và gạo nếp. Lần này Lam định ở lại một tuần, nhưng mới được 3 ngày thì bà đã giục về. Bà bảo: "Này, sáng nay có chuyến xe tải chở thóc giống lên, trưa mai quay về huyện. Lúc nãy mẹ đi chợ, mẹ gặp thằng Công lái xe. Mẹ nói chuyện với nó rồi. Con biết thằng Công chứ? Nó khoe là cái dạo mà nó còn bé thì nó học chung với thằng Tước nhà mình ấy. Mai con ra rúi cho nó 10 đồng rồi nó cho đi nhờ về làng, về tận đình làng cho nó đỡ vất vả nhé." Lam đang mong về nhưng làm bộ ngần ngại: "Con mới lên mà mẹ, thư thả tuần sau con về cũng được." Bà Vĩ dục 2-3 lần, Lam mới làm bộ miễn cưỡng dã từ Đồng Cạn. Trưa hôm sau nàng ra điểm hẹn, đã thấy Công đứng bên cạnh buồng lái. Ông già bà cả vây quanh khá đông, tranh nhau nhắn gửi tin tức về làng. Lam vốn biết Công từ thuở còn đi học, dù không thân, bởi vì gã học trên Lam đến mấy lớp. Công nổi tiếng là nghịch ngợm nhưng có duyên ngầm. Nghề lái xe quanh năm nắng gió nên da Công lúc nào cũng đen sạm. Tuy thế Công rất hãnh diện vì cả làng này ít ai lái được ô tô. Lam đứng chờ từ trưa mà mãi đến 3 giờ xe mới bắt đầu chạy. Trên xe chỉ có mình Lam ngồi cạnh gã và một ông cụ ốm nặng. Ủy ban cho phép mang về để đưa lên huyện nhập viện. Xe xuyên qua một mảnh rừng thưa, bỗng tắt máy dừng lại. Công đẩy cửa bước xuống, mang kìm búa, mở nắp xe, đập gõ một hồi, rất khẩn trương. Rồi gã leo lên thử máy. Không nổ, gã lại tụt xuống tháo gỡ. 3-4 lần như vậy, chiếc xe vẫn nằm ì ra. Gã thở dài thườn thượt, bảo Lam: "Ôi, ô tô hỏng rồi chị ạ, chữa không được nữa." Lam leo xuống, lo lắng nhìn gã: "Làm thế nào bây giờ?" Mặt Công chảy dài một cách cực kỳ thảm não. Gã vén tay áo nhìn đồng hồ rồi lắc đầu: "Không khéo tối nay phải ngủ lại dọc đường. Hơn 5 giờ rồi. 5 giờ thì kể cũng còn sớm, nhưng giữa rừng thì rời tối nhanh lắm." "Chết, ngủ giữa rừng thế này à? Anh tranh thủ anh nom lại xem thế nào, có chữa được không?" Công đau buồn: "Không tài nào chữa nổi đâu chị ạ. Tôi còn bao nhiêu việc trên huyện, chính tôi là cần phải về ngay đây này." Lam nhìn con đường đất vắng ngắt và chớp mắt hỏi: Thế từ đây về xã còn xa lắm không anh? Tôi đi bộ được không?" Công nhấn mạnh: "Đi bộ thế nào được, còn xa lắm. Chị đi sáng mai cũng chở đến nơi. Mà nguy hiểm nữa chứ. Đàn ông thanh niên cũng chả ai dám đi bộ ban đêm giữa rừng, huống chi là đàn bà như chị." Rồi gã chỉ lên xe và não nuột than: "Chị với tôi thì đã đành rồi, nhưng mà khổ thân là cái ông Nhiệm nằm trên kia kìa. Ốm đau như thế mà nằm lại ở đây, nhỡ có bề gì thì tôi ân hận cả đời." Rồi Công lại ôm đống búa kìm trở lại đầu xe, vặn con ốc này, đập bộ phận kia, tháo buji ra thổi phù phù một lúc, dáng điệu rất khẩn trương và nghiêm trọng. Gã mở máy thử lại, chiếc xe ngoan cố không nổ. Gã quay manivel, vô ích. Công nắm bàn tay đấm mạnh xuống nệm để biểu lộ nỗi uất hận trong lòng. Sau lưng gã, bệnh nhân lâu lâu lại trở mình hừ hừ rên, rồi lại thiêm thiếp lịm đi. Bên ngoài trời tối dần, vẻ âm u bao trùm rất nhanh, đưa lại những cảm giác hoang mang bao phủ lấy Lam. Nàng vẫn ngồi yên lặng trên băng tài xế, mắt mở to nhìn ra phía trước. Công ngồi bên cạnh, nhỏ nhẹ gợi chuyện, nhưng nàng chỉ âm ừ đáp lại, khiến gã không thấy hứng khởi. Mũi bắt đầu kéo ra từng đàn, ùa vào trong xe, thi nhau đốt. Công luôn tay vỗ đèn đét, còn Lam thì cầm chiếc khăn nhỏ phe phải đuổi. Chỉ có ông lão nằm phía sau, chắc đã kiệt sức
nên không có phản ứng gì trước sức tấn công tàn bạo của mũi rừng. Công xuống xe, vòng ra sau, lôi chiếc thùng gỗ nhỏ mở ra, lấy màn và chiếc chiếu nhỏ, bình thản bảo Lam: "Đằng nào cũng nằm lại, ngủ sớm đi chị ạ, ngồi mãi đây chỉ tổ cho mũi nó đốt thôi." Lam sáng mắt nhìn chiếc màn trên tay gã, cảm động vì sự chu đáo của Công. Nhưng sự mừng rỡ ấy kéo dài chỉ được một giây vì Công đã nói ngay: "Chị ngủ tạm trong xe nhé, tôi căng màn nằm dưới đất cũng được." Rồi gã thản nhiên bước sang lề đường, chọn chỗ bằng phẳng trải chiếc chiếu xuống. Sau đó gã lấy dao chặt 4 khúc cây ngắn, cắm cọc, căng màn và hân hoan chui vào. Thái độ ấy làm Lam hết sức bực bội. Chiếc màn duy nhất kia đáng lẽ phải nhường cho bệnh nhân sắp chết đang nằm thoi thóp chờ mũi đốt trong xe, nếu không thì cũng phải đưa cho nàng mới phải. Đàn ông gì mà chẳng biết điều tí nào. Nàng thở mạnh nghĩ xem nên làm cách nào để ngủ cho qua đêm nay. Hàng chục con mũi đã chết trong tay nàng, những vết đốt trên hai vai, trên đùi, trên mông đang làm nàng ngứa ngáy khó chịu lắm. Vì không ngờ trước chuyến này đi cho nên chẳng ai chuẩn bị hành trang mang theo. Nàng cũng không có bộ quần áo nào để cuốn thêm vào mặt vào chân. Phía sau xe, ngoài ông già nằm chờ chết, còn lại toàn là gỗ tạp mà chuyến nào từ Đồng Cạn trở về, Công cũng được chỉ thị phải chất lên. Lam chớp mắt muốn khóc, nhưng bỗng Công lại lồm cồm bò ra và đến bên nàng, nhe răng cười thân mật. "Tôi nói đùa chị đấy. Tôi căng màn là căng cho chị, mời chị vào ngủ đi. Người như chị ai lại nỡ để cho mũi cắn." "Ờ, ít ra cũng phải như vậy." Lam nguôi giận nói. "Hay là để cho bác Nhiệm nằm màn mới đúng đó." Công lắc đầu lý luận. "Bác ấy ốm nặng lắm rồi chị ạ. Mũi có cắn cũng chả biết đâu. Thành ra có nhường màn cho bác ấy cũng phí đi, chả có lợi gì cả mà chị lại không có cái nằm. Tôi nói thật, mũi rừng độc lắm, sốt rét đấy chứ chả phải thường đâu." Lam vẫn ngồi yên, mỉm cười trong bóng tối, nàng đáp: "Anh nói vậy thì cứ hẳn là biết thế. Nhưng mà anh không có màn, mũi đốt anh rồi sốt rét thì sao?" Công tự hào nói: "Tôi là bộ đội chuyển ngành cơ mà, bộ đội thì ai chả có lần sốt rét, quen rồi chị ạ." Công nài nỉ 2-3 lần, Lam vẫn cứ áy náy nghĩ đến ông già nằm phía sau. Hai người ngồi bên nhau đưa đẩy mãi, và có lúc để ý lắng nghe, không thấy bệnh nhân cựa quậy gì nữa, Công mới rục: "Nói thật mà, tôi đưa chị đi đi về về con đường này, lần này còn lần khác, cứ xem nhau như chỗ người nhà. Với lại tưởng ai chứ anh Tước với tôi thì đi chơi với nhau, nói chị bỏ quá cho chứ từ ngày hai đứa còn mặc quần thủng đáy. Dạo học lớp 3, lớp 4 chúng tôi cứ đánh vật với nhau cả ngày, thầy giáo bắt quỳ sưng cả đầu gối. Chị có viết thư cho anh ấy thì chị nhớ là tôi có nhờ gửi thăm." Công dài dòng kể lể thêm chuỗi ngày dĩ vãng chất đầy kỷ niệm giữa gã và chồng Lam, cốt chỉ để nàng có cảm tưởng đang ngồi bên cạnh một người thân quen, chẳng cần phải e dè. Thật sự thì Công chỉ mới nhớ đến Tước cái ngày ủy ban tiễn tân binh lên đường, và dù nhớ, Công cũng không chú ý lắm đến Tước, bởi Tước chỉ là một bóng mờ như hàng trăm đứa bộ đội khác. Mãi đến khi gặp Lam lần đầu tiên trên lộ trình lên Đồng Cạn, gã dò hỏi và biết Lam là vợ Tước, Công mới giật mình và cố hình dung lại khuôn mặt Tước mà thực sự giờ này gã đã quên hẳn. Gã thân tình nửa đùa nửa thật: "Chị vào ngủ đi, tôi ngồi đây canh gác cho chị." Lam vui vẻ đáp: "Trộm cắp nào ở giữa rừng đây mà phải canh với gác? Không sợ người, nhưng mà sợ thú. Lợn lòi ở vùng này nhiều lắm." "Chết, thế thì thà tôi ngồi yên trong xe, nằm đây rồi nó húc cho thì khổ." "Thì đã bảo là tôi ngồi canh cho chị cơ mà, đi ngủ đi." Lam miễn cưỡng mở cửa xe bước xuống. Nàng vòng ra phía sau, dè dặt cất tiếng gọi: "Bác Nghiệp ơi, bác Nghiệp, bác ngủ chưa?" Nhưng không có tiếng đáp lại. Lam lắc đầu bước lại lề đường, vén màn chui vào. Cảnh vật yên tĩnh quá, đến cả một cơn gió nhẹ cũng không có. Lam quay về phía Công nói lớn: "Thôi tôi đi ngủ đây nhé." "Vâng, chị ngủ đi." Rồi không ai nói tiếng nào nữa. Lam lo lắng mường tượng ra sáng sớm mai thức giấc
sẽ phát hiện người bệnh nằm trong xe chỉ còn là cái xác không hồn. Nàng cảm thấy rờn rợn, nhắm nghiền mắt cố dỗ giấc ngủ, mà nàng biết là sẽ rất khó vì chưa bao giờ trải qua. Chẳng phải nàng lạ giường, những buổi đi thủy lợi, những ngày lao động tập thể xa nhà, nàng đã nằm bờ ngủ bụi, nhưng chung quanh luôn luôn có hàng trăm người đồng cảnh, khiến nàng thấy tuy vất vả nhưng không lo ngại. Đêm nay nằm ở bìa rừng, vừa sợ rắn lại vừa sợ cả ông Nhiệm, biết đâu đêm nay chả chết đi rồi hiện hồn về gặp nàng. Nằm thao thức mãi, Lam mới mệt mỏi ngủ thiếp đi được. Bên tai nàng lâu lâu vẫn nghe mơ hồ tiếng đập mũi của Công trên xe. Nửa đêm Lam giật mình thức giấc, cua tay chạm phải vật gì bên cạnh. Nàng mở to mắt trong bóng tối dày đặc, ngóc đầu dậy và nhận ra Công đang nằm bên cạnh, xoay lưng về phía nàng. Lam hốt hoảng tung màn chạy ra và quát lên: Cái ông này đồ phải gió, dám chui vào nằm với người ta. Rồi theo phản ứng tự nhiên, nàng đưa tay kiểm soát lại các cúc áo, giải rút quần xem có thứ nào bị tháo ra trong khi nàng ngủ hay chăng. Rất may là tất cả đều nguyên vẹn. Nàng bực bội toan lên xe, nhưng Công cũng vừa chui ra và bảo: Xin lỗi chị, mũi đốt tôi sưng cả mặt, không tài nào chợp mắt được, tôi mới đánh liều chui vào nằm nhờ chị. Giọng Công đều đặn, bình thản, rõ ràng là câu nói chân thành. Dù vậy Lam vẫn thấy bị xúc phạm, nàng gắt: Thì tôi đã bảo là để tôi ngủ ngoài xe, ông cứ nặng nặng đòi nhường cho tôi. Nàng muốn chửi Công bằng những lời lẽ nặng nề hơn, nhưng thấy bất lợi bởi quanh nàng không có ai. Nói dại giữa cảnh rừng hoang vu này, giả như Công nổi cơn dục vọng đè nàng ra hãm hiếp, nàng cũng đành chịu chứ biết làm sao. Bởi vậy nàng cố nhịn bảo Công: Thôi, tôi giả lại cho ông đó. Công lẽo đẽo theo sau, năn nỉ: Chị cứ vào ngủ đi. Đã bảo là không mà. Chị tước à, chị thấy đấy, tôi nằm với chị nhưng có làm gì đâu. Tôi chỉ nằm nhờ, quay lưng lại phía chị mà ngủ thôi. Chị thông cảm cho, lái xe đường trường chị cũng biết là mệt lắm. Tôi không ngủ được một giấc thì làm thế nào sáng mai đưa chị với ông Nhiệm về xã được. Ấy là chưa nói đến chuyện ô tô hỏng. Ngày mai chưa biết chừng tôi còn phải cuốc bộ về tận huyện để xin bố trí người lên chữa nữa kìa. Chị hiểu cho tôi. Lam nghe xuôi tai nhưng vẫn gắt: Hay, cái ông này lạ nhỉ. Ông làm như là tôi cấm ông ngủ. Ai chả biết là ông phải ngủ để sáng mai còn lái xe. Màn của ông đấy, ông cứ việc đi, tôi ngủ ngồi trên xe được rồi. Công thở dài: Nhưng mà để cho mũi đốt chị tôi không đành lòng. Rồi không đành lòng rồi ông đòi nằm chung với tôi hay sao? Chuyện. Công lại lý luận: Nửa đêm nửa hôm giữa rừng này, ai biết đấy là đâu mà chị hãi. Ông Nhiệm á, thì kể như là chết rồi. Việc gì thì cũng tùy tình huống mà xử lý cho nó phiên phiến đi, chứ chả nhẽ ngồi chơi trong mũi đốt mà mang bệnh sốt rét vào người hay sao. Biết rằng luận điệu của Công có cái gì không ổn, nhưng Lam cũng tạm thông cảm và đề nghị: Thôi hay là anh đưa cho tôi mượn cái máy lửa, tôi đốt đống củi lên cho nó đỡ mũi, rồi tôi ngồi tôi chờ anh cứ việc anh đi ngủ đi. Từ ông đổi sang anh, giọng của Lam đã gần trở lại bình thường, không còn dấu hiệu giận dữ nữa. Công mừng thầm, lợi dụng thời cơ tiến thêm: Nói thế mà chị vẫn chẳng nghe. Tôi bảo thật mà, tôi nỡ lòng nào chui vào ngủ mà để chị ngồi chờ cho đến sáng. Ngộ biến thì phải tòng quyền, các cụ ngày xưa đã dạy như thế. Tôi bàn thế này này, chị vào ngủ đi, tôi nằm nhờ bên cạnh, nhưng tôi sẽ đắn cây tre đặt ở giữa, hai người quay lưng lại với nhau. Chuyện này chỉ có tôi và chị biết mà thôi. Có cần thì chị cứ trói hai tay tôi lại. Lam sực nhớ đến chức thằng em chồng ngỗ nghịch, nàng bắt đầu than: Thôi thôi, đàn ông các anh khó tin lắm. Mai kia rồi anh rêu rao khắp làng thì tôi chỉ có nước độn thổ mà thôi. Công nhấn mạnh nói: Tôi đi khoe ra là tôi nằm với chị để vợ tôi nó vặt răng tôi hay sao? Chồng chị dù sao cũng đã đi bê, chỉ có mình chị biết. Còn tôi ạ, cả làng này ai còn lạ gì con vợ tôi nữa, nó tợn lắm. Nhưng mà thôi, khuya lắm rồi, chị vào ngủ đi, vào ngủ rồi một giấc kẻo sáng mai đi không đi nổi. Thấy Lam còn ngần ngừ, Công chạy phía sau, bật diêm soi đống gỗ, lựa một khúc dài hơn một thước, mang lại bảo Lam: Đây này, tôi sẽ đặt cái khúc gỗ này ở giữa. Thế là chị với tôi có biên giới hẳn hoi,
chị cứ an tâm, đứng mãi đây cho mũi đốt. Không biết trò này Công đã áp dụng bao nhiêu lần, nhưng rõ ràng là gã rất thành thạo. Từ nét mặt đến giọng nói lúc nào cũng tha thiết và tỏ rõ rằng gã không mang tà ý, chỉ vì tình huống đột xuất bất đắc dĩ mới phải áp dụng. Chui vào màn, chắn thanh gỗ sau lưng, rồi gã còn lo lắng bảo Lam: "Chị nhớ hộ tôi nhé, con vợ tôi nó tận lắm. Chuyện này mà vỡ lở ra nó chả để tôi yên đâu." Lam im lặng mỉm cười trong bóng tối. Sáng hôm sau, Lam thức dậy trước, chui vội ra kiểm soát lại quần áo rồi leo lên xe ngồi. Mặt trời lấp ló sau rặng cây, xuyên qua những lớp sương mỏng, báo hiệu một ngày nắng gắt. Nàng mơ hồ cảm thấy hình như trong đêm, Công có thỏ chân qua gác lên đùi nàng, rồi có lúc lại đặt bàn tay trên ngực nàng, nhưng không dám quả quyết đó là sự thật hay chỉ là những diễn tiến trong giấc mơ. Lúc Công ngồi dậy và vén màn bước ra, nàng nhìn thật nhanh nét mặt gã để dò xét, nhưng thấy gã hoàn toàn bình thản. Gã vươn vai rồi hỏi: "Chị ngủ tốt đấy chứ?" Lam không đáp, chỉ tay ra phía sau và bảo: "Anh lại xem có bác Nhiệm có làm sao không? Tôi sợ lắm, tôi không có dám nhìn." Công sực nhớ đến người bệnh, chạy vụt lại leo hẳn lên. Trên khuôn mặt hốc hác của người đàn ông 60 tuổi chằng chịt những vết mũi đốt đỏ tím. Công đặt bàn tay lên cổ ông lão rồi reo lên: "Còn sống, vẫn còn sống." Gã nhảy vụt xuống, leo lên ngồi sau vô lăng và nhắc lại: "Ông ấy chưa sao cả." Giọng gã hớn hở như có vẻ ngạc nhiên vì đã tin chắc bệnh nhân sẽ chết trong đêm, mà tại sao bây giờ vẫn còn thở. Gã lấy chìa khóa tra vào ổ, mặt nghiêm nghị nói một mình: "Lại giờ cho nó nổ máy, chứ không thì khổ con lắm đây. Bắt con quốc bộ từ đây về làng thì chết. Lại rời." Lam cũng trang trọng nhìn theo từng động tác của gã. Công xoay chìa khóa, chiếc xe xình xịch 2-3 lần rồi nổ máy. Gã đạp lút ga cho xe rú lên, rồi nhìn Lam toét toét cười: "Ôi trời, thật là rời thương. Như vậy là tối hôm qua máy bị ngộp xăng, để qua đêm nó khô thế là nó nổ." Lam rất ngờ vực, rõ ràng ô tô không hỏng mà chỉ là một âm mưu của Công. Nàng lại nhớ đến chức thằng em chồng đi bộ đội phòng không và tự hỏi tại sao bọn đàn ông đứa nào cũng cứ muốn chui vào màn nằm chung với nàng. Nàng bảo: "Bận sau hễ chỉ có một mình anh á thì tôi dứt khoát là tôi không muốn đi nhờ xe anh nữa đâu. Có đông người tôi mới đi, không thì thà ở lại trên đồng cạn. Đi một mình ô tô của anh lại hỏng máy nữa cho mà xem." Công sang số cho lăn bánh và hành hạch cười. "Hóa ra chị bảo tôi lừa chị đấy à? Thật mà ô tô nó ngọt xăng là chuyện thường, nhất là đường sóc như thế này. Nhưng chị thấy đấy, cả đêm tôi ngủ như chết, tôi có động đậy gì đâu." Công liếc mắt nhìn Lam, thấy nét mặt nàng bình thản, không chút giận dữ hay oán trách. Gã cười cười nói bâng quơ để dò ý: "Tôi sẽ dựng một cái tấm bia ở cái chỗ này, ở cái khúc đường này để kỷ niệm một chuyến đi băng rừng." Lam vẫn im lặng không nói gì. Nàng nghĩ số mình lúc nào cũng may, đàn ông cứ thích chui vào nằm chung nhưng chả ai làm gì cả. Từ đứa em chồng nổi tiếng hung bạo cho đến gã lái xe nghịch ngợm nhất làng, ai cũng chỉ nằm suông bên cạnh, dù giữa rừng khuya hoang vắng. Giả như đêm qua Công nổi hứng làm bậy, Lam cũng đành chịu chứ biết kêu ai. Nàng ngửa đầu ra thành ghế, nhắm mắt lại và chỉ trong một lúc du mình vào giấc ngủ dịu dàng. Suốt đêm Công cũng chỉ chợp mắt được mấy tiếng, nhưng giờ này gã thấy tỉnh táo lắm. Chiếc xe tải nặng nề len lỏi giữa hai hàng cây dày đặc trên con đường đất gập ghềnh, cuốn theo từng đám bụi mù liên tục phía sau. Công chăm chú lái xe, nhưng lâu lâu lại quay sang nhìn Lam trìu mến, thầm mơ một dịp nào đó lại được ngủ chung với Lam như mấy tiếng đồng hồ êm ái vừa qua. Xe về đến trước sân trụ sở xã, xình xịch dừng lại và tắt máy. Nhìn vào văn phòng thấy bí thư Tế, chủ tịch Na và vài nhân viên hình như đang trao đổi về một vấn đề gì nghiêm trọng lắm, vì mặt mỗi ai cũng đăm chiêu. Công mở cửa nhảy xuống và nói lớn: "Trên xe có người ốm nặng." Chủ tịch Na quay đầu ra nhìn Công nhưng không có phản ứng. Mấy cái đầu lại tiếp tục chụm vào nhau. Công hơi thất vọng tiến lại gần cửa văn phòng,
lên tiếng nhắc lại lần thứ hai. Báo cáo, tôi phải đem giả xe cho huyện bây giờ, có người ốm nặng trên Đồng Cạn gửi về. Ủy ban có bố trí ai đưa người ốm nhập viện thì tiến hành ngay đi để tôi còn đi đây. Ủy viên thư ký vốn cũng là bộ đội chuyển ngành cùng đơn vị cũ với Công, bỏ phòng họp chạy ra bảo Công: chờ một tí, ủy ban đang hội ý, xã ta có đến mấy trường hợp báo tử. Công sửng sốt hỏi: ai thế, mấy người? Ủy viên thư ký đáp: chưa thể tiết lộ được. Rồi gã quay vào văn phòng, bỏ Công ngồi chờ ở bậc thềm. Phía bên kia xe, Lam cũng vừa leo xuống, xách giỏ thản nhiên bước đi, không thèm cảm ơn Công đã cho nhờ quãng đường dài. Công đứng dậy chạy theo Lam và bảo: xã ta vừa nhận đến mấy cái giấy báo tử. Lam giật mình đứng khựng lại, mặt tối sầm xuống, choáng váng như bị trúng gió bất ngờ. Nàng nghĩ ngay đến Tước và Trường. Nàng quay nhìn Công, thấy mặt gã cũng đã hoàn toàn đổi khác, vừa nghiêm vừa buồn. Lam run rẩy hỏi: Có biết ai không? Công nhẹ nhẹ lắc đầu. Lam nói: nếu thế thì tôi phải vào ủy ban xem có tin tức gì của chồng tôi không. Công ngăn lại: chị đừng hỏi, chị hỏi họ cũng không nói đâu, họ đang hội ý mà. Nhìn nét mặt ưu tư của Lam như sắp khóc, Công giải thích thêm: giấy báo tử thì nhiều lắm, nhưng thường thì họ giấu đi. Tôi công tác trên huyện nên tôi biết. Với lại thằng Hữu, ủy viên thường trực xã, là bạn tôi, cái gì nó cũng kể với tôi. Xã nhận bao nhiêu giấy báo tử không cần biết, mỗi năm xã chỉ thông báo 1-2 trường hợp thôi, rồi làm lễ truy điệu thật long trọng để động viên mọi người. Im lặng một chút, Công lại tiếp: thành ra có những người chết đã lâu rồi mà vợ con ở nhà vẫn chờ ngày sum họp. Lam cắm đầu bước đi, không muốn nghe nữa. Câu nói của Công đã khơi dậy nỗi lo âm ỉ nằm sâu trong đáy tim Lam mà nàng thường phải gạt đi. Đường Trường Sơn thăm thẳm, chiến trường miền Nam khốc liệt, bao nhiêu thanh niên mới lớn như Tước, như Trường đều lần lượt ra đi và ngã gục. Trong đám người vô danh bất hạnh ấy, biết đâu chẳng có cả chồng nàng.